chương 3620, Lăng Hàn cũng có pháp khí. Nhưng hồ sán phần nhiều lại là kinh ngạc, một thông mạch cảnh lại có thể có thể ngăn cản được một đòn của mình, khiến cho mình phải dừng lại. Làm sao có thể như vậy được, một đòn vừa rồi của đối phương, chỉ ít cũng có lực trăm vạn cân. Hồ sán có chút kinh hoàng, nếu như hắn không khiến cho huyết khí sôi trào, chắc hẳn lực lượng cũng chỉ mạnh hơn Lăng Hàn một chút mà thôi. Chỉ là thông mạch cảnh, làm sao có thể nắm giữ lực lượng khủng khiếp như thế. Hiện tại đã như vậy, sau này cao hơn sẽ thế nào? Ngay từ lúc đầu hắn cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ nghĩ, hồ ra làm sao có thể để cho người khác cưới trên đầu. Cho nên hắn lại trực tiếp phát ra gió bão trước. Vừa rồi thời điểm lão Tam đưa pháp khí cho hắn, cũng đã nói sơ qua về chuyện đã xảy ra. Trong lòng hắn thầm mắng hồ cầu, tại sao lại đi trêu chọc một gia hỏa có tiềm lực khủng khiếp vô hắn như vậy? Ngày hôm nay nếu như thả lăng hàn rời đi vậy sau này hồ gia nhất định sẽ bị lăng hàn xóa bỏ. Nếu là chuyện ván đã đóng thuyền, vậy cũng chỉ có diệt trừ tiểu tử này, vĩnh viễn không để lại hậu hoạn. Chết đi, hồ sán phát động đại chiêu, tay trái hóa chảo, không ngừng chộp về phía lăng hàn. Vèo vèo vèo, kinh lực không ngừng biến hóa, chỉ thấy từng chảo lớn chộp về phía lăng hàn, quả thực là ùn ùn kéo đến. Lăng hàn không có cách nào dùng lực, chỉ có thể trốn tránh. Thật may, kinh lực của hắn phóng ra ngoài cũng có phạm vi ba trượng xa vừa tránh né cũng có thể đánh trả không đến mức hoàn toàn rơi vào thế bị động liên tuyết dung thấy vậy trong lòng chấn động kinh ngạc bất luận là tốc độ hay lực lượng lăng hàn đều hoàn toàn không thua kém gì mình thiếu một điểm chính là đối phương không có cách nào khiến cho huyết khí sôi trào khiến cho lực lượng xuất hiện bạo phát gấp 2-3 lần mà thôi a à, thông mạch cảnh lại có thể mạnh như vậy nàng không khỏi nghĩ đến thiên tài y phục màu trắng đế đô tung bay không gì không làm được kia đó cũng là yêu nghiệt có thể trong lúc tu vi thông mạch cảnh địch lại hoán huyết cảnh nhưng hắn có thể đạt được độ cao tam biến vậy có địch nổi ngũ biến hay không lẽ nào sẽ có người có thể vượt qua yêu nghiệt kia sao ở trong thời gian nàng đang suy nghĩ lăng hàn cùng hồ sán đã đấu qua rất nhiều chiêu hắn đương nhiên là hoàn toàn rơi vào tình trạng thủ thế không ngừng tránh né chỉ là thỉnh thoảng mới có khả năng đánh trả một hai quyền nhưng ngay cả như vậy mỗi người vẫn chấn động kinh ngạc đến mức choáng váng đây chính là một vị cường giả ngũ biến đang xuất thủ, hơn nữa còn ở dưới tình trạng sôi trào huyết khí, ở thời điểm chiến lực mạnh nhất. Vậy cũng không thể ba hai chiêu giết chết Lăng Hàn, trời ạ, à, đây là quái vật gì vậy? Lăng Hàn bình tĩnh vô cùng, hắn cũng không có thoải mái giống như người khác nhìn thấy. Đối mặt với một cường giả ngũ biến sôi trào huyết khí, hắn chỉ cần có một chút xíu sai lầm, kết quả chính là vạn kiếp bất phục. Lực lượng của Hồ Sán mạnh hơn hắn, tốc độ nhanh hơn hắn có thể nhiều lần tránh thoát công kích của đối phương hoàn toàn là bởi vì lăng hàn đưa ra phán đoán bằng không chờ hồ sán ra tay hắn lại né tránh vậy khẳng định không kịp lăng hàn dựa vào chính là kinh nghiệm nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh hắn muốn bắt được chi tiết mỗi một hành động của hồ sán tất nhiên là áp lực đặc biệt lớn chỉ là hai phút mà thôi hắn đã sử dụng mắt quá độ cảm giác vô cùng được đau xót trong mắt hiện lên đầy tơ máu chỉ có điều hắn cũng chỉ cần kiên trì thêm mấy phút thời kỳ bạo phát của hồ sán sẽ kết thúc. Ngũ biến, phần lớn cũng không mạnh bằng hắn, hắn hoàn toàn có thể ứng phó, sắc mặt hồ sán càng ngày càng khó coi. Trước đây, hắn cùng liên tuyết dung đại chiến, huyết khí sôi trào. Sau đó còn chờ hồ triều sinh đi lấy pháp khí, lại lãng phí một ít thời gian. Cho nên chờ tới lúc hắn và Lăng Hàn thật sự đấu với nhau, thời kỳ bạo phát của hắn thật ra chỉ còn lại có chừng 5 phút. Hiện tại thế nào, hắn lại dùng hết thời gian 2 phút nhưng thoạt nhìn lăng hàn hình như còn có thể kiên trì thêm được mấy phút hắn không có cách nào tiếp nhận kết quả như vậy cường giả ngũ biến sôi trào huyết khí lại còn bắt không được một thông mạch cảnh nho nhỏ nếu như truyền đi hắn sẽ trở thành chuyện cười lớn cho thiên hạ đã như vậy hừ hồ sán thoáng lộ ra một nụ cười lạnh om thanh kiếm trong tay lập tức sáng lên nói một cách chính xác là bốn ký hiệu trên thân kiếm đều là tản ra ánh sáng màu trắng khiến cho kiếm quang dường như bình thường lại giống như một ngọn đuốc ở trong bóng đêm. Vù, Hồ Sán chém ra một kiếm, một đạo kiếm khí hoa lệ lập tức liền chém qua về phía Lăng Hàn, kích thước dài chừng dài một trượng, tốc độ nhanh tới mức thái quá. Cho dù là Lăng Hàn có thể phán đoán được một kiếm này quét tới, hắn cũng không có khả năng trốn tránh được. Đi tìm chết đi, Hồ Sán cười lạnh, trong lòng lại là thầm thở phào nhẹ nhõm. Người trẻ tuổi này thật đáng sợ, tuyệt đối không thể để mặc cho hắn trưởng thành lên nữa. Lăng Hàn, Liên Tuyết Dung kinh ngạc kêu lên một tiếng, vội vàng ném chiếc roi trong tay ra. Nhưng nàng ở cách quá xa, căn bản là ngoài tầm tay với. Lăng Hàn ngược lại thoáng lộ ra một dáng vẻ tươi cười. Lẽ nào hắn biết trong tay đối phương có một pháp khí còn có thể không đề phòng sao? Hắn đã sớm lấy ra thanh kiếm gãy, hắn cũng giơ thanh kiếm lên, quét qua, ký hiệu hơi phát sáng, sau đó đánh ra một đạo kiếm khí, dài một thước, nghênh đón về phía kiếm khí vừa lớn vừa dài kia. A à, pháp khí, sau khi mọi người nhìn thấy, ở trong lòng đều nói một câu. Thật không ngờ, tiểu tử này lại có thể có được pháp khí vô cùng chân quý. Phải biết rằng, tất cả pháp khí đều đến từ di tích cổ văn minh đời trước. Bây giờ còn không có ai có thể chế tạo ra pháp khí. Bởi vậy, pháp khí là vật vô cùng chân quý, cho dù là hồ gia cũng chỉ có một cái như thế. Một tiểu tử thông mạch cảnh lại có thể cũng có, chỉ có điều, chỉ là pháp khí như vậy, ở trong lòng mọi người đều thầm lắc đầu thân kiếm cũng đã gãy, còn có thể lưu lại mấy phần uy lực. Nhìn chiều dài của kiếm khí này liền biết, chỉ dài có một thước, quả thực quá yếu. Vù, hai đạo kiếm khí va chạm vào nhau, lặng lẽ không một tiếng động kiếm khí hết một trượng liền dừng lại, sau đó từ hai mặt của vết cắt bắt đầu khuếch tán ra, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ngược lại là kiếm khí dài một thước kia, còn đang tiếp tục lao về phía trước. Trường 3621, đảo thủ thành công. Sau một hồi sửng sốt, hồ sán lập tức phóng người né tránh cũng nhờ tốc độ của hắn vượt qua vận tốc âm thanh. Nếu không, muốn tránh thoát được một đạo kiếm khí này, tuyệt đối khó khăn. Mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đây là tình huống gì? Một thanh kiếm gãy đánh ra kiếm khí rốt cuộc khủng khiếp như vậy. Hồ Sán cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay, trong lòng dâng lên cảm giác nghi ngờ mãnh liệt, có phải thanh kiếm trong tay a à hai người bị đảo ngược hay không? Tại sao hắn có cảm giác chính hắn cầm mới là người cầm thanh kiếm gãy? Đương nhiên, đây chỉ là một ý niệm hiện lên Hồ sán lộ ra vẻ kiêng kỵ, đồng thời mắt cũng đỏ lên. Uy lực của thanh kiếm gãy này khiến cho hắn đột nhiên phát lên một hàn ý tuyệt đối không hiểu nổi. Điều này nói rõ cái gì? Uy năng tuyệt đối vượt qua ngũ biến, đạt tới độ cao cực cốt cảnh. Cực cốt cảnh, nếu như hắn có thể thu vào tay, không nói có thể nghiền ép cực cốt cảnh, chỉ ít cũng có quyền phát biểu nhất định có phải hay không. Cho nên, hắn đương nhiên đỏ mắt, liên tuyết dung cũng chấn động kinh ngạc nàng vạn vạn lần không thể nào tưởng tượng được Lăng Hàn sẽ có pháp khí lợi hại như vậy. Thực lực của gia hỏa kia nâng cao nhanh chóng, thông mạch cảnh lại nắm giữ lực lượng tam biến, hiện tại lại lấy ra một thanh pháp khí cấp bậc cực cốt cảnh. Đây là vận khí tới mức nào? Thật ra, mình chỉ là cố gắng, tuyệt đối không thể có thành tựu như vậy. Lăng Hàn giơ thanh kiếm gãy lên cao, nói, hồ ra nghe đây, lập tức quỳ xuống đất đầu hàng. Không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nghe nói như thế, mọi người hồ gia lộ vẻ phẫn nộ. Dựa vào, đây chính là hồ gia, hồ gia đấy, khốn kiếp, hồ sán cũng hít một hơi thật sâu, điềm nhiên nói. Lăng đội trưởng, người thật đúng là kiêu ngạo, cho dù hồ gia ta thật sự phạm vào tội gì, cũng không tới phiên một đội phó nho nho như người tới thẩm tra. Kỳ chủ đại nhân, điều này có thể xem như chống lại lệnh hay không? Lăng Hàn quay đầu lại về phía Liên Tuyết Dung hỏi, tính, Liên Tuyết Dung trầm giọng nói, nàng coi như là lớn mật. Chống lại lệnh, vậy chết cũng chỉ là chết vô ích. lang hàn lắc đầu, chủ động xông ra. tiểu tử vô chi, hồ sán cười lạnh, cũng dơ cao thanh kiếm tới đón đỡ. vù vù vù, kiếm của hai người không ngừng va chạm với nhau, kiếm khí ngang dọc, ầm ầm ầm, một đạo kiếm khí tùy ý chém ra, đều tạo ra một vết tích rất lớn ở trong đại đường này. thật ra bản thân kiếm khí cũng không có lực lượng quá lớn, nhưng mức độ sắc bén lại là vô cùng khủng khiếp, hình như không có gì không chém nứt được. Ngoại trừ kiếm và chạm ở ngoài, tay hai người kia cũng không có nhản rỗi, liên tục đánh quyền về phía đối phương. Xuất trưởng, ra trào, cục diện vô cùng nguy hiểm đáng sợ. Trên trán lăng hàn, mồ hôi lạnh lăn xuống. Hiện tại hắn cần phải làm ra rất nhiều phán đoán, gánh nặng tất nhiên cũng càng lúc càng lớn, khiến cho hắn có chút không chịu nổi. Nhưng thời gian hồ sán bạo phát cũng sắp kết thúc, khí huyết một khi bắt đầu sôi trào, chính là một quá trình không thể ngừng lại, nhưng chỉ có 10 phút chỉ có thiên tài siêu cấp hay là tu luyện có người vượt qua thời hạn này. Nhưng người có thể vượt thời hạn 10 phút, nhưng cũng không hơn được bao nhiêu phút. Cuối cùng lại thêm 2 phút trôi qua, khí tức của hồ sán thoáng cái giảm xuống. Hiện tại hắn biến trở về ngũ biến bình thường, hồ lão nhân còn không chịu trói. Lăng hàn gào to một tiếng, đảo thủ thành công. Hư, cho rằng lão phu không sôi trào khí huyết, người có thể áp chế lão phu hay sao? Hồ sán cười lạnh, lực lượng nguyên thủy lăng hàn hẳn kém hơn so với mình cho dù hắn không bạo phát cũng hoàn toàn không khiếp sợ lăng hàn. ầm, um, hai người va chạm một cái. lần này lăng hàn không lại né tránh hắn, cũng rất khó tránh né. khi thời kỳ bạo phát của hồ sán kết thúc, dây cung vẫn đè nặng hắn này cũng lập tức nới lỏng, khiến cho cảm giác đầu của hắn đau đớn muốn nứt ra, căn bản không có khả năng lại đưa ra phán đoán tinh chuẩn. vậy thì chiến đấu, một đòn vừa va chạm, lăng hàn lập tức lảo đảo lùi lại phía sau, rõ ràng không địch lại. tuy rằng hồ sán chiếm thượng phong. Lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Lực lượng của tiểu tử này đâu chỉ là trăm vạn cân, mà phải đạt tới khoảng một trăm hai mươi vạn cân. Mức độ này cũng vượt quá tam biến bình thường. Trời ạ, à, làm sao có thể có biến thái như vậy? Không lưu ngươi lại được, hắn lãnh đạm thản nhiên nói. Bất luận là vì diệt trừ hậu hoạn, hay là cướp đoạt pháp khí trong tay Lăng Hàn, hắn đều phải giết chết Lăng Hàn. Hiện tại chính là một lý do rất tốt. Lăng Hàn cứng rắn xông qua hồ phủ, ngang nhiên giết người. Đây là trọng tội chắc chắn phải chết. Vẻ mặt hắn lãnh đạm thản nhiên, trường kiếm lướt qua về phía Lăng Hàn. Không cố gắng hối lỗi, vẫn còn gây sự. Ngươi mới đáng chết, Lăng Hàn vung thanh kiếm gãy lên đón nhận. ầm um, ầm um, ầm um, dưới va chạm liên tục, hồ sán tất nhiên phải né tránh kiếm khí do thanh kiếm gãy đánh ra. Nhưng hắn đánh ra kinh lực cũng khiến cho Lăng Hàn lảo đảo, thậm chí khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy không giải thích được. Rõ ràng lực lượng kém hơn một mảng lớn, vì sao còn có lực lượng đánh lại? Bản thân người của Hồ gia mình cô có vấn đề gì? Tốt nhất là Lăng Hàn trực tiếp bị đánh chết. Vậy kết cục này lại hả lòng hả dạ, Liên Tuyết Dung lại kinh ngạc, nàng lại không tin Lăng Hàn sẽ ngu ngốc như vậy, bằng không làm sao có thể ở trên phương diện võ đạo đạt được trình độ cao như vậy? Gia Hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Lăng Hàn nhe răng, lực lượng của đối phương thật đáng sợ, mỗi đòn va chạm đều làm cho hắn cảm giác giống như bị một ngọn núi nghiền ép qua, khó chịu vô cùng. Nhưng vì sao hắn còn cứng rắn chống lại? Đương nhiên là vì bắt được tần suất công kích của Hồ Sán, sau đó hắn điều chỉnh tần suất lực lượng trùng điệp, dưới trạng thái đạt được đồng bộ, như vậy lực lượng của đối phương liền sẽ bị hắn đánh tan. Đây là điều hắn đột nhiên nghĩ đến, vật thể có thể bị chấn nát, công kích kia chắc hẳn cũng có thể. Cho nên, hắn thả rằng cố chịu cảm giác khó chịu, liều thân thể sắp đột một nổ tung, cũng nhất định phải chứng minh điểm này. Hắn chính là người như vậy, áp lực càng lớn, động lực lại càng nhiều. Cho nên ở trong chiến đấu đột phá, tốn thời gian ít hơn rất nhiều so với tìm hiểu trong lúc bình thường. chương 3622, ai địa vị cao hơn? Chỉ là, bóng tối trước bình minh tại sao lại lâu như vậy, còn chưa qua. Phụt, Lăng Hàn vừa lên tiếng, chợt phun ra một búng máu tươi. Một đòn vừa rồi dẫn tới tất cả thương thế hắn ép xuống trước đó chợt phát ra, khiến cho trong bụng hắn nôn nao khó chịu. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt đều có những vì sao đang chấp loạn. Chết đi, hồ sán thừa thắng truy kích hắn muốn một đòn giết chết lăng hàn dừng tay liên tuyết dung khẽ quát một tiếng vội vàng vung roi ngăn cản lăng hàn hét lớn một tiếng một quyền nổ kích nghênh đón về phía hồ sán ầm um, kinh lực của hai người va chạm vào nhau ầm um, ầm um, một cảnh tượng xuất hiện khiến người ta giật mình lăng hàn tất nhiên bị chấn động bay ra ngoài thân hình hồ sán cũng lắc một cái lùi lại phía sau mấy bước bước chân của liên tuyết dung không khỏi chợt dừng lại trên gương mặt nàng có vẻ không thể tin được, đây tình huống gì, lực lượng của Lăng Hàn thế nào lại đột nhiên tăng vọt. Hắn cũng không phải là hoán huyết cảnh, có thể sôi trào huyết khí để bạo phát ra. Hồ Sán cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, một đòn này thật ra không làm gì được hắn, nhưng một con gà yếu làm sao có thể đột nhiên trở nên cường đại như vậy. Người sử dụng chính là, bí pháp gì, hắn cau mày hỏi, muốn biết sao, Lăng Hàn cười nhạt, được thôi, giơ tay chịu trói đi, ta cho người biết đúng là trắng trợn trêu chọc. Hồ Sán cười lạnh, ngươi cho rằng có thể đỡ được một đòn của lão phu, liền có thể đỡ được 10 đòn, trăm đòn sao? Sai, không phải ta ngăn cản, Lăng Hàn chủ động xông ra, một quyền hung bạo đánh ra. Mà là ngươi ngăn cản, cuồng ngạo, Hồ Sán cười giễu cợt nói, thực sự nực cười, ngăn cản được một đòn của mình, đã cho rằng mình vô địch sao? Hắn không để ý đánh ra một trường, đập về phía Lăng Hàn. Sắc mặt Lăng Hàn bình tĩnh, giống như yên tĩnh không dao động, Nắm đấm đánh ra, kinh lực chồng 20 lần, ầm, trong một quyền công kích, nhất thời sắc mặt Hồ Sán đại biến. Lực lượng hắn đánh ra đúng là bị hoàn toàn tan rã. Một lực lượng đáng sợ đánh thẳng tới, khiến cho hắn không tự chủ được chấn động lui về phía sau. Trái lại Lăng Hàn vẫn đứng yên bất động, a, à, sắc mặt Hồ Sán có chút tái nhợt, dưới lực lượng chấn động, khiến cho hắn thiếu chút nữa phun ra máu. Hắn lại có thể ở trên một đòn này, rơi xuống hạ phong. Làm sao có thể, ngươi Ngươi rốt cuộc vận dụng bí pháp gì? Vẻ mặt hắn khiếp sợ và không giải thích được. Lang Hàn cười nhạt, thiên tư của người quá kém. Nói cho người biết, người cũng không hiểu. Ở trên hai đòn này, hắn đã bắt được tần suất công kích của hồ sán. Cho nên dưới lực lượng trùng điệp, hắn phá vỡ công kích của hồ sán. Đây cũng là do lực lượng của hai người bọn họ tranh lệch còn không quá lớn. Nếu như hồ sán là cực cốt cảnh, vậy cho dù Lăng Hàn nắm giữ tần suất công kích của đối phương cũng vô dụng thật giống như một đội người có thể chấn động làm cầu lớn sập xuống. Nhưng một đoàn con kiến làm sao có thể chứ? Đều đã nói, người chỉ có phần ngăn cản. lang Hàn lại xông ra, ầm, um, ầm, um, ầm, um, hai người không ngừng va chạm. Hồ Sán bị liên tục bị đẩy lui, rõ ràng rơi vào thế hạ phong. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, đám người hồ ra đều yên tĩnh một mảnh, không phát ra được một chút âm thanh nào. Có thể nói cái gì, cho dù là liên tuyết dung cũng cảm thấy chấn động kinh ngạc tới mức ra đầu tê dại một thông mạch cảnh lại có thể đánh ép đầu cường giả ngũ biến. Nói ra lại có người nào sẽ tin tưởng sao, yêu nghiệt ở đế đô kia, thua, nhưng Lăng Hàn lại có nỗi khổ chỉ tự mình biết, bởi vì hắn phải phá hủy tần suất công kích của hồ sán, lại nhất định phải dùng tới lực trồng 15 lần. Ở dưới tiêu hao kịch liệt như vậy, hắn có thể chiến đấu được bao lâu? Cũng chỉ gần 10 phút mà thôi, tương đương với hoán huyết cảnh bạo phát. Hơn nữa, hoán huyết cảnh bạo phát kết thúc thì kết thúc, Chiến lược chỉ là giảm xuống trở lại trình bộ bình thường. Hắn lại không giống vậy. Lực lượng trong cơ thể sẽ tiêu hao hầu như không còn, hoàn toàn mất đi sức tái chiến. Nhưng gần 10 phút có thể giải quyết được hồ sán sao? Ở trong lòng lăng hàn thầm lắc đầu, người ta dù sao cũng là cường giả ngũ biến. Hắn chỉ có thể áp chế mà thôi. Hơn nữa, nếu không phải hồ sán sớm đã tiêu hao khí huyết sôi trào, hắn tuyệt đối không dám cùng đối phương trực tiếp chiến đấu. Nếu không chính là đâm đầu vào chỗ chết, ai? Mình vẫn yếu một chút." Hắn cảm thán như thế nói, nhưng nếu để cho người khác nghe được lời của hắn, nhất định sẽ mắng to hắn thích thể hiện. "Ngươi chỉ là một thông mạch cảnh một đã đánh ép đầu cường giả ngũ biến, còn muốn thế nào?" Lăng Hàn từng quyền tiếp tục đánh ra, trong lòng hắn lại thầm nghĩ, nên tìm một lý do thu lại. "Nếu không sẽ không tiện kết thúc việc này, các ngươi làm cái gì vậy?" Một âm thanh lạnh lùng vang lên, không cao, lại là tràn ngập uy nghiêm. Trí nhớ của Lăng Hàn vô cùng tốt, hắn lập tức ngừng tay lại, đây chính là cơ hội hay nhất để thu tay lại. hồ sán lại không bỏ qua, quát to một tiếng, còn đang đánh về phía lăng hàn, muốn chết sao? âm thanh này hừ lạnh nói, sau đó liền thấy một bàn tay đánh qua. ầm, um, hồ sán lập tức bị chấn động bay ra ngoài, hung bạo phun ra máu tươi. đây là nghiền ép trên phương diện lực lượng. t, người đến là ai? mục quản gia, liên tuyết sung vội vàng cung kính hành lễ, đừng thấy mục quản gia cũng không có chức vụ gì nhưng người ta lại là cực cốt cảnh hàng thật giá thật, ai dám bất kính. Lúc này Hồ Sán mới phát hiện ra người vừa xuất hiện lại là một quản gia. Hắn không khỏi phiền muộn kêu to, một tát này hắn xem như bị đánh vô nghĩa, cực cốt cảnh đều lên tiếng, hắn lại còn không dừng tay, không phải là tự mình tìm đánh sao. Ra mắt một quản gia, hắn nắm lỗ mũi hành lễ nói, kém một cảnh giới lớn, đó là thuộc về nghiền ép. Dù sao khả năng quái vật giống như lang hàn cũng chỉ có một. Mục quản gia lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, nói: Liên kỳ chủ, đây là có chuyện gì? Hồi bẩm mục quản gia, chuyện là thế này. Liên Tuyết Dung nói: Một năm một người đều là tình hình nàng biết được, không hề thiên vị. Hồ Sán làm sao có thể mặc cho Liên Tuyết Dung nói hết? Hắn vội vàng nói xen vào: Mục quản gia, người hãy nghe ta nói. Bốp! Mục quản gia lập tức một tát đánh tới, lạnh lùng nói: Ta bảo ngươi nói chuyện sao? Hồ Sán làm sao có thể tránh né được? cứng rắn nhận một cái tát này. Nửa bên mặt gò má nhất thời lại sưng lên, chương 3623, mục quản gia một Đáng thật kêu, trong lòng lăng hàn âm thầm khen ngợi mục quản gia, vị này tính tình thật lớn. Liên kỳ chủ, nói tiếp, mục quản gia thản nhiên nói, vâng, liên tuyết dung gật đầu, lại nói, đợi đến khi nàng nói xong, mục quản gia mới nhìn về phía hồ sán, nói. Đến lượt ngươi, khóe miệng hồ sán co quắp một chút, hiện tại mới để cho hắn nói hắn cũng đã không có cảm xúc nữa nhưng bây giờ nếu hắn không biện bạch nói chẳng phải là muốn thật sự nhận lấy tội danh sao hắn vội vàng nói hồi bẩm mục quản gia tất cả chuyện này đều là do lăng hàn đang nói bậy rõ ràng là hắn đã bán thị nữ cho tiểu cửu nhà ta tới lúc chuẩn bị làm hôn lễ hắn lại hối hận xông tới cửa đòi lại cho nên mới dẫn phát ra một hồi hỗn loạn như vậy vẫn mong mục quản gia phân rõ trắng đen ngươi nói bậy rõ ràng là các ngươi cứng rắn bắt ta qua Hoán tuyết không nhịn được nói xen vào, mục quản gia liếc mắt nhìn hoán tuyết, sau đó liền thu hồi ánh mắt, cũng không có làm cái gì cả. Dựa vào, hồ sán thiếu chút nữa giận tới mức phát điên lên được. a, à, ta nói xen vào, người tát ta hai cái. Thế nào nha đầu kia nói xen vào lại không cần xử phạt. Đối xử như vậy cũng quá khác biệt đi, nhưng hồ sán chẳng lẽ còn dám chỉ trích mục quản gia sao? Hắn chỉ có thể nghẹn đỏ mặt, nuốt cơn giận này xuống trong bụng hai người các ngươi có lý do thoái thác hoàn toàn khác nhau. Ta chắc hẳn nên tin tưởng lời Lăng Hàn nói. Còn ngươi, một quản gia nhìn về phía Hồ Sán, hỏi lời này, Hồ Sán không chút nghĩ ngợi, lập tức nói. Tiểu tử này chẳng qua là một đội phó huyền thanh kỳ nho nhỏ, mười phần kiêu binh. Lời hắn nói làm sao có thể lại tin tưởng được, lão phu lại là gia chủ hồ gia, nhất ngôn cửu đình. A, à, ý của ngươi là, ai địa vị cao hơn, lời người đó nói là có thể đáng tin hơn sao? mục quản gia hỏi ngươi không nên nói trắng ra như như chỉ có điều cũng quả thực là như vậy vì sao không người nào dám chọc tới ba môn lớn sáu tiểu thế gia liền bởi vì bọn họ là chín thế lực địa vị tối cao trong hồ cứ thành ai chọc ai cũng có hại mục quản gia gật đầu nói đã như vậy ta liền tin tưởng lăng hàn phụt hồ sán nhất thời phun máu vì sao ngươi não tàn à một đội phó của huyền thanh kỳ có thể có địa vị vượt quá mình một quản ra liếc mắt nhìn hồ sán tràn ngập vẻ thương hại hình như đối phương là một đứa ngốc hắn mở miệng thản nhiên nói bởi vì tổng hội đan sư còn không có chính thức xác nhận cho nên chuyện này cũng không có tuyên dương rõ ràng ra ngoài chỉ có điều ta có thể sớm nói cho các người biết đó chính là đan sư cao cấp thứ hai xuất hiện ở hồ cứ thành cái gì cái gì cái gì cái gì đầu óc hồ sán nhất thời chấn động thiếu chút nữa xuất hiện ngôi sao người đan sư cao cấp thứ hai Tuy rằng mục quản gia không chỉ điểm họ, nhưng chỉ cần không phải kẻ ngu si là có thể đoán được, hắn ngón tay chính là Lăng Hàn. Đan sư cao cấp, làm sao có thể, đánh chết hồ sán cũng không tin, Lăng Hàn lại là một đan sư cao cấp. Không phải sao, phải biết rằng, cho dù là đan sư sơ cấp, vậy ít nhất cũng phải ba bốn mươi tuổi. Thiên tài giống như Trung Dương tất dù sao cũng là số ít. Nếu nói một người trẻ tuổi chưa tới 20 tuổi cũng lại có thể trở thành đan sư cao cấp. Như vậy có ai sẽ tin tưởng? Vấn đề là, mục quản gia tại sao phải bao che lăng hàn? Nếu như đối phương cố ý bất công, điều này hoàn toàn có thể nói trắng thành đen. Bởi vì mục quản gia là cực cốt cảnh, hơn nữa, chuyện này vốn chính là lăng hàn chiếm lý. Chỉ là hắn ra tay quá ác, giết chết hồ cầu, mới khiến để cho tình thế chuyển biến xấu. Có thể coi như người bất công, cũng không cần mang ra lý do thái quá như thế đến đây. 20 tuổi làm đan sư cao cấp, ta nhổ vào, mục quản gia, người nói đùa. Hồ Sán cười ha hả nói, phút, một quản gia do tay lên, lại là một tát đánh tới. Nhất thời, Hồ Sán lại bay ra ngoài, đùa giỡn với ngươi, ngươi xứng sao. Một quản gia lạnh lùng nói, đám người của Hồ Gia giận mà không dám nói gì. Bản thân lão tổ bị người đánh cho mặt biến thành mông khỉ, trên mặt ai sẽ có ánh sáng. Đánh mặt lão tổ tông, chính là đánh vào mặt của Hồ Gia, mỗi người cũng không dễ nhận. Hồ Sán bảo dậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, mọi người đều nói quá tam ba bận nhưng hắn ở trong khoảng thời gian ngắn lại bị mục quản gia đánh liền ba lần. Như vậy cho dù là tượng đất cũng phải tức giận, nói thế nào đi nữa, hắn cũng ra chủ hồ ra một trong sáu đại hào môn. Ngươi dám nói thêm một câu nữa, ta sẽ giết ngươi. Mục quản gia uy nghiêm đáng sợ nói, nhất thời, miệng hồ sán đang há hốc không tự chủ được lại khép lại. Lời vừa tới miệng cũng hóa thành tiếng thở dài lặng lẽ, nuốt xuống trong bụng. Thôi đi, so sánh xuống, mặt mũi làm gì quan trọng được bằng tính mạng. Lăng Hàn, người muốn giải quyết như thế nào? Một quản gia nhìn về phía Lăng Hàn, trong ánh mắt mang theo một tia thưởng thức. Thông mạch cảnh có thể địch nổi hoán huyết ngũ biến, điều này ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Thiên tài như thế, vượt qua tất cả mọi người. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói, hồ câu kẻ cầm đầu gây hỏa đã bị đền tội, nhưng tiểu thị nữ nhà ta bị sợ hãi, tất nhiên cần phải bồi thường. Về phần ta, tuy rằng bị thương nhẹ, nhưng thân là một thành viên huyền thanh kỳ, cứu giúp người khác vốn chính là chức trách ta không cần bồi thường. được. mục quản gia gật đầu, sau đó nhìn về phía hồ sán, nói: ngươi dự định bồi thường thế nào? uy uy uy, các ngươi cũng thật quá đáng. đơn phương quyết định như vậy ao. hồ gia có dễ bắt nạt như vậy sao? hồ sán thở dài, ở trước mặt cường giả cực cốt cảnh, hồ gia thật sự dễ bị khi dễ. trừ khi hồ gia có thể ôm được một cái chân lớn. mời vị cô nương này mở miệng. hắn kinh sợ, lăng hàn suy nghĩ một chút, nói vậy bồi thường một trăm vạn người của hồ gia nghe được ai cũng phẫn nộ một trăm vạn người tại sao không đi cướp đi chỉ một thị nữ nho nhỏ lại có thể giá trị một trăm vạn hơn nữa nàng ngay cả một chút thương tích cũng không có nhiều lắm chỉ bị trùm khăn đỏ chịu chút kinh sợ cần phải một trăm vạn nhiều như vậy sao lúc này hồ sán đã muốn trách cứ công phu sư tử ngoạm của lăng hàn nhưng khi nhìn thấy được biểu tình uy nghiêm đáng sợ của mục quản gia này trong lòng hắn lập tức run lên nói được, chương 3624, mục quản gia 2. 100 vạn tuy rằng không ít, nhưng đối với đại gia tộc giống như Hồ Gia mà nói cũng không tính là một khoản lớn, không đến mức thương gân động cốt. Chỉ là cơn giận này thật sự được không nuốt trôi được. Hắn giơ tay lên, lập tức có người mang quang não tới, tiến hành chuyển khoản, rất thuận tiện. Mục quản gia lại nhìn về phía hồ sán, không nên cảm thấy mình bị thiệt, sau này ngươi sẽ biết, ngươi chiếm phần lớn tiện nghi. Đắc tội với một vị đan sư cao cấp, chỉ là bỏ ra một trăm vạn lại giải quyết được Đây thật sự là quá tiện nghi Dĩ nhiên Hắn lựa chọn không để ý tới chuyện hồ cầu đã chết Hai cánh tay của hồ Vinh Hải bị phế Hồ sán chỉ đành cắn chặt hàm răng Và nuốt máu Hắn âm thầm thề Chuyện này tuyệt đối không dễ dàng kết thúc như vậy thôi Đi thôi Một quản gia phất tay một cái Rời đi trước Lăng hàn Liên tuyết dung vội vàng đuổi theo sau Chỉ có điều hoán tuyết lại không đi Thiếu ra Heo con Heo con Nàng gấp gáp nói Lăng Hàn A một chút, cũng quên mất con heo háo sắc kia. Cái đó, chúng ta còn có một con heo rơi vào nơi đây. Nhanh chóng đưa qua, hắn quay đầu lại nói. Heo, người của hồ gia ai cũng giận dữ. Người chạy tới nơi này diếu võ dương oai cũng không tính. Có một quản gia cho người chỗ dựa, chúng ta quả thực chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhưng người còn muốn gây sự, hỏi hồ gia ta đòi một con heo. Không nhịn được, mục quản gia cũng có chút kinh ngạc. Người không phải mới vừa lấy được 100 vạn sao. Chẳng lẽ còn không có tiền mua một con heo sao?" Lăng Hàn cười, nói, "Mục quản gia, con heo này của ta có chút đặc biệt. Bên ngoài không mua được." A, à, Mục quản gia gật đầu, sau đó nhìn về phía Hồ Sán. Hồ Sán chỉ có cắn răng, nói, "Tất cả đều đi tìm cho lão phu." Hiệu suất làm việc của người Hồ gia vẫn tính là rất cao. Hai mười mấy phút sau, liền thấy một nữ tử ôm một con heo đi tới. Bên cạnh nàng còn có một người của Hồ gia, chính là nữ tử đã tìm tới hắn lam hàn liếc mắt thoáng nhìn chỉ thấy con heo nhỏ màu hồng kia đang nằm ở trong ngực nữ tử đó vẻ mặt đầy hưởng thụ con heo háo sắc quả nhiên heo con hoán tuyết vội vàng chạy tới ôm lấy con heo nhỏ màu hồng nữ tử kia còn có chút không nỡ con heo nhỏ màu hồng này bề ngoài tràn ngập tính lừa dối bộ dáng kia thật sự là đáng yêu bởi vậy sau khi liên tuyết dung nhìn thấy hai mắt nàng cũng nhất thời sáng lên ánh mắt con heo nhỏ màu hồng đảo qua thấy được liên tuyết dung Xác thực lại nơi trốn, ngực đặc biệt cao vút, khiến cho nó không khỏi chảy ra nước miếng, lập tức giấy ruộng, bộ dạng muốn thoát khỏi vòng tay của hoán tuyết, lao về phía liên tuyết dung. Thực sự là con heo háo sắc, Lăng Hàn dùng một tay sách con heo nhỏ màu hồng lên, nói. Được, đi thôi, bốn người núi đuôi nhau đi ra. Sau khi ra khỏi hồ ra, mục quản gia nhìn về phía Lăng Hàn nói. Người đi theo ta, Lăng Hàn gật đầu, ném con heo nhỏ màu hồng cho hoán tuyết, nói nàng và liên kỳ chủ về doanh địa trước hoán tuyết liền vội vàng gật đầu nàng trước sau cho rằng là mình gây ra họa lớn tất nhiên càng biết điều hơn liên tuyết dung dẫn theo hoán tuyết rời đi nàng cũng không có hỏi nhiều một vị cường giả cực cốt cảnh muốn làm cái gì nàng cũng không có tư cách nhúng tay vào chỉ có điều nàng đương nhiên tin tưởng mục quản gia không có ác ý gì đối với lăng hàn đi theo ta một chút mục quản gia nói lăng hàn gật đầu biểu tình ung dung thứ nhất hắn nắm giữ một trái tim cường giả Thứ hai, hắn chính là đan sư cao cấp, luận về địa vị hắn lại hoàn toàn không thấp hơn so với mục quản gia. Tiểu Hữu ta vốn tưởng rằng ngươi có thiên phú đan đạo chắc tuyệt. Không nghĩ tới, ngươi ở trên phương diện võ đạo cũng yêu nghiệt như vậy. Mục quản gia khen, lang hàn chỉ mỉm cười, cảm ơn khích lệ, cho nên, ta muốn cầu ngươi một việc. Mục quản gia nghiêm nghị nói, lang hàn kinh ngạc, một vị cường giả cực cốt cảnh lại có thể có việc cần cầu mình. Luyện đan sao, hắn ngừng lại một chút, nói mục quản gia mời nói chuyện ngày hôm nay hắn cũng thiếu mục quản gia một ân tình cho nên nếu như mục quản gia muốn luyện đan vậy chỉ cần nguyên liệu đủ hắn không ngại ra tay mục quản gia thoáng lộ ra một vẻ tươi cười nói nếu như có cơ hội xin dẫn tiểu thư xa chạy cao bay a à, a à, nội dung vở kịch này không đúng nếu như lời này nếu đổi lại là phong tử thịnh nói vậy lăng hẳn còn có thể hiểu được một chút ví dụ như phong tử thịnh phản quốc hoặc là bị đấu đá địa vị khó giữ được phải lưu lạc tới mức độ chạy thoát thân như vậy quả thực có khả năng cần phải gửi gắm nữ nhi nhưng mục quản gia nói hắn có lập trường gì lăng hàn kinh ngạc nhìn mục quản gia tuy rằng ngươi là quản gia phong gia nhưng tay này cũng rỗi quá giải đi mục quản gia lắc đầu ngươi cảm thấy để cho tiểu thư vì lợi ích gả cho một nam nhân không thấy mặt điều này đối với tiểu thư sẽ là hạnh phúc sao lăng hàn cười ha hả nói Vậy vì sao Mục quản gia không dẫn theo Phong tiểu thư rời đi? Hắn mới chỉ là thông mạch cảnh, cho dù có thể miễn cưỡng địch nổi hoán huyết ngũ biến, nhưng so sánh với cực cốt cảnh lại vẫn kém quá xa. Nhìn thế nào, Mục quản gia cũng thích hợp hơn so với hắn. Mục quản gia nhìn hắn, một lát sau mới nói, "Chuyện này, ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Mặt khác, ta cũng hy vọng ngươi có thể ở thời điểm tiểu thư cần sự giúp đỡ, vui lòng giúp nàng một tay." Đây là pháp quyết của Phi toa bộ hắn lấy từ trong người ra một quyển sách hơi mỏng, chất giấy rất mới. Xem như là thù lao, Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói, ở trong phạm vi có đủ khả năng, ta sẽ hỗ trợ. Được, một quản gia gật đầu, hắn ném quyển sách cho Lăng Hàn, sau đó đi nhanh rời khỏi đó. Phi toa bộ, Lăng Hàn thì thào, hắn vừa đi, vừa liếc mắt xem sách, từng hình vẽ lập tức rơi vào tầm mắt của hắn, từng câu khẩu quyết cũng không ngừng hiện lên ở trong đầu của hắn. Đồ tốt, sau khi triển khai, có thể tăng tốc độ cao nhất lên gấp 3. Chỉ có điều, làm vậy quá tiêu hao bí lực, mặt khác, đối với thể phách cũng có yêu cầu cực lớn. Bằng không chạy đi, hai cái đùi có khả năng liền trực tiếp bị phế bỏ. Nói như vậy, thật ra thiếu một nhân tình không nhỏ. Lang Hàn lộ ra vẻ mặt kỳ quái, tạm thời không nói tới quan điểm của một quản gia, nhưng hắn chỉ là một quản gia mà thôi. Đối với Phong Nhược Tiên lại quan tâm như vậy, có đúng có chút vấn đề gì hay không? chương 3625, phi tòa bộ. Khẳng định là có, đây căn bản không phải là thái độ của một quản gia, mà không khác gì với phụ thân. Lẽ nào, Phong Nhược Tiên là nữ nhi tư sinh của mục khách gia? Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng Lăng Hàn nổi lên vô số ý nghĩ bát quái ý. Ta không cần tận lực quan tâm, nếu như Phong Nhược Tiên thật sự cần đến mình, vậy ở trong phạm vi năng lực cho phép giúp đỡ một chút. Chỉ có điều, theo lời Hồ Cứ Thành nói, nàng sẽ gặp phải phiền toái gì? không quan tâm quay về doanh địa đã một đêm trôi qua lăng hàn mời tôn kiếm phương đến doanh địa tước hiện tại còn cách kỳ hạn tiểu lão đầu nói có ngày hôm nay là ngày cuối cùng hắn không biết ngày mai sẽ phát sinh tình hình thế nào hắn chỉ có thể cố gắng hết mức để chuẩn bị lăng hàn cầm phi toa bộ nghiên cứu cẩn thận lấy ngộ tính của hắn tất nhiên là nước chảy thành sông chỉ là nửa ngày mà thôi hắn đã có thể thi triển ra môn thân pháp này hắn toàn lực chạy nhanh sau đó sử dụng phi toa bộ tốc độ nhất thời tăng lên một đoạn nhưng cũng không đẩy đến mức lớn nhất đây là điều tất yếu bởi vì tốc độ của hắn vốn đã gần với vận tốc âm thanh sau khi chạy vội sức cản không khí vô cùng cực lớn tạo thành gánh nặng rất lớn đối với hắn mà bây giờ sau khi tăng thêm nữa một chút tốc độ xương cốt toàn thân hắn kêu lên răng rắc có thể đột phá vận tốc âm thanh sao lực lượng của lang hàn có thể sánh ngang với hoán huyết tam biến nhưng thể phách lại nhất định phải kém hơn một mảng lớn dù sao trình độ sinh mạng cũng tụt lại một cảnh giới tốc độ thân thể đột phá vận tốc âm thanh đây là năng lực hoán huyết cảnh có khả năng có đây là do thể phách quyết định lăng hàn lưu chuyển bí lực ở bên trong thân thể sau đó bước chân tăng nhanh ầm um, phía sau hắn phát ra tiếng nổ cực lớn cát đá bị nổ mạnh bắn về phía bốn phương tám hướng đạt tới rồi lăng hàn thoáng lộ ra một vẻ tươi cười ở dưới sự ủng hộ của phi toa bộ tốc độ của hắn cuối cùng cũng đột phá âm chướng có thể nói chỉ là tốc độ này mới có thể hình thành lực phá hoại cực lớn nếu như hắn ở trên đường cái chạy ngông cuồng như thế vậy sẽ hình thành tiếng nổ có thể khiến cho những người đứng gần đó đều điếc tai cửa sổ thủy tinh chấn động tới mức nát bấy thậm chí ngay cả nhà cũng có khả năng sụp đổ chỉ là nửa phút sau lăng hàn không chịu nổi hắn không thể không dừng lại hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều nóng lên nhất là hai chân hình như muốn bốc cháy lên hiện nay là cực hạn chính là lấy vận tốc âm thanh chạy nước rút được nửa phút tối đa là 40 giây. Bằng không cơ thể của ta liền có thể bị tan rã. Lăng Hàn lẩm bẩm, có biện pháp rèn luyện thân thể hay không? Lăng Hàn trở lại điều tra tư liệu, rất nhanh hắn liền phát hiện, quả thật có biện pháp nâng cao thể phách. Ngoài việc từ nhỏ được các loại lực lượng công kích, nâng cao cơ bắp, cường độ xương cốt, còn phải trực tiếp dùng thuốc phối hợp, hay là lấy hình thức thuốc tắm để ngâm, kích thích tế bào cường đại. Tiêu hao như vậy rất lớn, còn cần phải ngày qua ngày, năm qua năm kiên trì không ngừng. Không có tài lực cường đại căn bản không có khả năng chống đỡ được. Ngược lại, chỉ cần lấy bí lực phân bố ở trong cơ thể, liền có thể tạo được hiệu quả tương tự, thậm chí phòng ngự tốt hơn. Bởi vậy, ít có người đồng ý tiêu tốn thời gian và tài lực đi luyện thể. Lăng Hàn lắc đầu, hắn ở trong thế giới nguyên chính là lấy luyện thể lập nghiệp, trực tiếp nhận được bảo thuật luyện thể cấp bậc thiên tôn, khiến cho khí lực của hắn vô cùng mạnh mẽ. Tới lúc đó, gặp phải đối thủ cảnh giới cao hơn hắn một đoạn lớn, hắn cũng không sợ căn bản không gây thương tổn được tới hắn phía trên này căn bản không có bán luyện thể thuật cho nên trông cậy vào việc đi mua là không có hiện thực có thể dùng đến bản mô phỏng bất diệt thiên kinh hay không đúng vậy hai thế giới hoàn toàn khác nhau nhưng ta lại là ta cũng không có thay đổi bất diệt thiên kinh đối với người khác hoàn toàn không có chút tác dụng nào ta lại không giống vậy bởi vì ta chính là từ trong thế giới nguyên đến dập khuôn khẳng định không được nhưng ta có thể cải tiến một chút Mắt Lăng Hàn càng lúc càng sáng, hắn ở trong thế giới nguyên đứng ở đỉnh cao của thế giới. Phải cải tiến một bộ đạo pháp cấp thiên tôn cũng không khó khăn. Khó khăn chính là làm thế nào dung hợp một chỗ cùng thế giới này. Nếu như bất diệt thiên kinh có thể cải tiến, ta đây có thể lấy ra bao nhiêu bí thuật. Thử một chút xem sao, Lăng Hàn lập tức trở về doanh địa, bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Con người hắn có đôi khi rất kiên trì, có đôi khi lại là một người siêu cấp nôn nóng, nghĩ đến sẽ lập tức đi làm. Từ buổi sáng cho đến mãi nửa đêm, Lăng Hàn cuối cùng có chút mặt mày. Được không? Thật sự được không? Hắn gật đầu, nhưng điều này làm điều này cần cải biến rất lớn. Thay đổi như vậy, nói không chừng người của thế giới này cũng có thể tu luyện. Địch tấn công, địch tấn công, đúng lúc này, một âm thanh chói tai vang vọng ở trên không trung của doanh địa. Đó là tiếng cảnh báo vang lên, Lăng Hàn là một người thông minh, liền hiểu ra kỳ hạn nửa tháng đã đến. Rốt cuộc là kẻ địch thế nào? lại có thể khiến cho đợi ở trong hồ cứ thành trở nên không an toàn. Lang Hàn vội vàng vọt ra ngoài. Lúc này phần lớn mọi người đều đã đi ra, bởi vì Liên Tuyết Dung đã chuẩn bị buổi tối cũng không có ai đi vào giấc ngủ. Mỗi người đều võ trang đầy đủ, không có một chút trật vật nào. địch tấn công bao nhiêu người Liên Tuyết Dung cũng xuất hiện vô cùng bình tĩnh hỏi thăm. từ trên tháp kép ra mặt của tên chiến sĩ kia cũng đang co quắp. hắn cúi đầu sử dụng thanh âm run rẩy nói vô vô số cái gì kẻ địch đúng là nhiều đến mức vô số sao hai chân liên tuyết sung hơi gập xuống sau đó bất chợt phát ra lực lượng kinh người ầm nàng giống như hóa thành một đạo lưu tinh vọt về phía tháp canh gác nàng nhìn về phía xa gương mặt lập tức biến sắc nhìn về phía dưới lớn tiếng nói chuẩn bị chiến đấu thú triều liền tới thú triều lại là thú triều lang hàn kinh ngạc trước đó hắn vẫn luôn nghĩ ngày này rốt cuộc sẽ có tai họa thế nào kéo tới có lẽ là vũ khí khủng khiếp có tính sát thương quy mô lớn. Ví dụ như vũ khí đạn hạt nhân mạnh nhất của hơn trăm năm trước. Quả kia rơi xuống, hổ cứ thành liền không còn tồn tại. Chỉ có điều vũ khí như vậy đã sớm bị Hoàng Triều huyền Bắc thu sạch sẽ, căn bản không có khả năng lấy ra được. mươi 3626 Thú Triều, nếu thật sự xuất hiện, vậy nói rõ thế lực này thật sự có khả năng thông thiên. Hoặc chính là xuất động đại quân, số lượng phải vượt xa so với hổ cứ thành bằng không nắm giữ thành thị chiếm ưu thế phòng thủ, đó chính là đi tìm cái chết. Hơn nữa, ưu thế này còn là cách thức nghiền ép. Nói cách khác, chỉ cần thời gian kéo dài 2 ngày, vậy viện quân sẽ tới, cũng sẽ không đạt được hiệu quả diệt thành. Cho nên Lăng Hàn vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, thật sự thiếu sức tưởng tượng, vậy rốt cuộc phải thế nào mới có thể biến hổ cứ thành thành tử địa. Hóa ra là thú triều, nhưng vấn đề là, thú triều đương nhiên là do yêu thú phát động. Yêu thú cao gia hiệu lệnh cấp thấp, sau đó hình thành kích thước nhất định. Có khả năng được gọi là thú chiều, mấy trăm con chỉ có thể nói là đánh nhỏ, nháo nhỏ, không thể xưng là chiều. Nhân loại cùng yêu thú có rất ít khả năng ở chung hòa thuận. Cho dù là giữa yêu thú cùng yêu thú, chỉ cần tộc quần khác nhau, vậy cũng sẽ tàn sát lẫn nhau. Cho nên xác suất thú chiều phát sinh cực nhỏ, trừ khi có một con yêu thú thực lực siêu tuyệt xuất hiện, huy động đàn thú mới có khả năng hình thành thú chiều. Cho nên, điều này là không có khả năng thế lực thần bí kia cũng thật đáng sợ ngay cả thú triều cũng có thể phát động trong lòng nghĩ như vậy lăng hàn đã lấy thanh kiếm gãy ra ngoài nói hoán tuyết đi theo phía sau ta không tách ra vâng thiếu ra hoán tuyết ôm thật chặt con heo nhỏ màu hồng nàng cũng không biết được rõ ràng hai chữ thú triều này có ý nghĩa như thế nào nhưng nàng nhìn thấy được dáng vẻ tất cả mọi người vô cùng khẩn trương nàng cũng bị ảnh hưởng trở nên vô cùng khẩn trương ếch ếch con heo háo sắc phát ra tiếng kêu thảm thiết bởi vì bị hoán tuyết ôm thật chặt, cái cổ nó cũng sắp gãy. Không cần để ý tới nó, giả vờ. Lăng Hàn thuận miệng nói, mắt vẫn nhìn về phía trước. Con heo nhỏ màu hồng nhìn hắn như nhìn kẻ thù. Thật là một gia hỏa đáng ghê tởm, luôn làm phiền nó bán manh giả vờ đáng thương. ầm ầm ầm, mặt đất phát ra chấn động, chỉ thấy phía trước có vô số cây đại thụ đổ dạp trên mặt đất. Thú chiều đã lao xuống, ầm, chỉ thấy sau khi rừng cây ngã xuống, một con tê giác trắng cực lớn dài khoảng chừng 5 trượng sông tới mang theo thế sức mạnh vô địch nặng nề rơi xuống trên mặt đất chấn động tới mức mặt đất cũng rung lên một hồi ầm 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 phía sau nó càng nhiều yêu thú sông tới có hổ lớn sặc sỡ có sơn sương màu xanh có đại mãng to dài đủ loại trong mắt mỗi một con đều là bùng lên hung quang điện từ pháo liên tuyết rung khẽ quát một tiếng nhất thời năm cột ánh sáng tia chấp lập tức đánh ra những cột ánh sáng này có kích thước một người ôm hết. Tầm bắn chí ít hơn một nghìn thước, uy lực vô cùng đáng sợ, bị cột ánh sáng va chạm tới một chút, những yêu thú này lập tức đều nổ tung. Cột ánh sáng bắn ra, rằng co trong thời gian chừng hai giây, hình thành cột ánh sáng dài. Một đòn này đánh ra, có ít nhất hai ba trăm con yêu thú bị sinh sôi giết chết. Bổ sung năng lượng, liên tuyết dung tiếp tục phát ra mệnh lệnh, đội hai lên, ầm, lại là năm cột sáng đánh ra, giao nhau bắn phá. Lại hai đợt công kích đánh ra, yêu thú tử thương lên tới hàng nghìn. Đội 3, đội 4, huyền thanh kỳ tổng cộng có 20 cửa điện tử pháo, bị chia làm 4 tổ. Bởi vì sau khi sử dụng, điện tử pháo liền phải bổ sung năng lượng. Thời gian bổ sung năng lượng dài tới 10 phút, tất nhiên không có khả năng thoáng cái đẩy tất cả ra ngoài. Nhưng lượng thú chiều quá nhiều, cho dù chia điện tử pháo chia làm 4 tổ. Nhưng trong vòng 4 hút lại dùng hết tất cả. Nói cách khác, còn muốn điện tử pháo phát huy, Vậy cần chờ 6 phút. Như vậy thức ăn hoa cúc cũng ớn lạnh, ầm, vô số yêu thú trùng kích qua, nhìn ép về phía huyền thanh kỳ. Giết, liên tuyết dung chỉa vào trước mặt, nàng đã chiếc lấy roi ra ngoài. Lăng hàn cũng đi tới trước mặt, thực lực của hắn có thể tương đương với liên tuyết dung. Lúc này hắn đương nhiên không thể lui ra phía sau, con yêu thú đầu tiên đã xông đến. Đó là một con chó lớn có tướng mạo kỳ quái, đầu hơi nhỏ, thân thể lại cực lớn. 12 mạch, trong lòng Lăng Hàn đưa ra phán đoán, thanh kiếm gãy chém ra, căn bản không sử dụng kích hoạt. Một kiếm chém qua, con yêu thú kia đã tách ra thành hai nửa, không phí một chút xíu lực lượng nào. Lăng Hàn biết, đây đúng là một trận đánh lâu dài. Cần phải cố gắng hết sức tiết kiệm lực lượng. Giết, các chiến sĩ huyền thanh kỳ phát ra tiếng hét to hơn, đều rút đao kiếm ra, lao tới công kích thú chiều. Do Lăng Hàn và Liên Tuyết Dung hành động đi đầu, giảm bớt áp lực rất lớn cho những người khác. Hơn nữa, Quân chủ lực của thú triều cũng chỉ là thông mạch cảnh, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không có chút vấn đề nào. ầm, um, thú triều trào lên, phần lớn yêu thú tiếp tục vọt về phía thành thị. Chỉ là đội ngũ trăm người làm sao có thể lưu được quá nhiều yêu thú? Hỏng bét, liên tuyết dung kinh ngạc kêu lên một tiếng. Điện từ pháo cần phải bổ sung năng lượng, chỉ có thể ở địa phương cố định, cách bọn họ một khoảng. Bởi vậy bị yêu thú trùng kích một chút, những thiết bị bổ sung năng lượng này lập tức bị phá hỏng hoàn toàn không tốt yêu thú muốn xông vào thành thị rút về phía trong thành lăng hàn người sung phong liên tuyết dung nói được lăng hàn không nhiều lời lập tức nhảy ra đi tới phía sau toàn bộ đội ngũ hắn quay người lại hắn liền biến thành tiên phong theo ta đi tới hắn lớn tiếng nói vâng bọn họ tiến về phía trước nhưng đàn yêu thú không ngừng trùng kích ảnh hưởng cực lớn tới tốc độ bọn họ tiến lên chiếu theo tình trạng này chúng ta đến thành thị ít nhất phải mất một giờ Liên Tuyết Dung nói, thú chiều kinh khủng như vậy, nếu như tràn vào trong thành thị, một giờ có thể tạo thành phá hủy đáng sợ tới mức nào. Lăng Hàn cũng nhíu mày, thảo nào tiểu lão đầu muốn hắn rời đi, cha Đức Nguyên còn nói, cho dù hắn trở lại trong hồ cứ thành cũng khó thoát khỏi cái chết. Số lượng yêu thú này vô cùng vô tật, nhân lực lại giới hạn. Cho dù ngăn cản được một đợt hai đợt, vậy mười đợt, hai mươi đợt thì sao? ầm, uhm, tiếng động cực lớn chuyển đến, giống như động đất. Sau đó liền nghe được tiếng xôn xao từ phía sau truyền tới. Lang Hàn quay đầu nhìn lại, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Chương 3627, voi khổng lồ. Đây là một con voi lớn, con voi thật khổng lồ, thân nó cao chừng 30 trượng, mỗi một cái chân đều to giống như một cái nhà, một bước đạp xuống, đất rung núi chuyển, hình thể khủng khiếp như vậy cho dù tu vi không quá cao, chỉ là lực lượng thân thể đã vô cùng đáng sợ. Ngay cả cực cốt cảnh cũng phải líu lưỡi ầm, um, tuy rằng nhìn con voi khổng lồ này giống như bước chân thong thả, nhưng bởi vì chân thật sự quá dài, một bước chính là khoảng cách trên trăm trượng. Chỉ là vài bước mà thôi, liền thấy chân của con voi khổng lồ này đập qua về phía bọn họ. Liên Tuyết rung quát một tiếng, nghênh đón về phía con quái vật khổng lồ này. Trường tiên trong tay nàng vung lên, đánh về phía con voi lớn. Vút, chiếc roi đánh tới lòng bàn chân của con voi lớn, một đạo quang ảnh màu vàng xẹt qua, chỉ nghe con voi lớn kia phát ra tiếng gầm lớn do bị đau chân đang hạ xuống nhất thời trượt đi dẫm sang bên cạnh ầm mặt đất điên cuồng chấn động một hồi hình như run rẩy rất thảm yêu thú hoán huyết cảnh Lăng hàn liếc mắt thoáng nhìn qua lập tức kết luận nói khí huyết này sôi trào cực kỳ kinh người hung thần lộ ra khiến cho sắc mặt của các chiến sĩ đều trắng bệch duy trì đứng thẳng cũng một gánh nặng rất lớn liên tuyết dung lại quát một tiếng sơ roi lưu chuyển tấn công ra ngoài trước con voi lớn này chẳng những là cấp bậc hoán huyết cảnh hơn nữa hình thể thật sự quá lớn chỉ cần bị nó đạp phải một chút vậy lực sát thương đối với người bình thường là vô cùng đáng sợ vút con voi lớn vung cái vòi thật dài lên đánh về phía liên tuyết dung thật giống như một tòa nhà cao tầng đập tới thân hình liên tuyết dung nhảy lên đã không thể thay đổi quỹ thích của bản thân chỉ có thể liều mạng cùng con voi lớn này ầm um, một trường của nàng đánh qua sau đó liền thấy nàng bị chấn động bay ra ngoài rơi vào trong bầy thú yêu phía xa trái lại con voi lớn chỉ khẽ run lên mà thôi hình thể kinh người của nó đứng vững muốn đánh bay nó đoán chừng phải có cường giả cực cốt cảnh xuất động vì sao nó yêu thú cường đại hơn so với cùng giai võ giả đây là nguyên nhân kỳ chủ đại nhân chiến sĩ huyền thanh kỳ đều kêu to liên kỳ chủ không có việc gì mọi người nhanh đi theo ta lang hàn lớn tiếng nói liên tuyết dung lại là hoán huyết tam biến cho dù không địch lại cũng có thể dễ dàng thoát thân nhưng nếu như mọi người ở tại chỗ này không đi, vậy chỉ có kết cục bị con voi lớn giết chết. Đi, âm thanh của liên tuyết dung từ phía xa truyền đến, trung khí 10 phần. Mọi người vừa nghe, lúc này mới yên tâm, vội vàng nhanh chân bỏ chạy. Nhưng ở trong hoàn cảnh như vậy, làm sao có thể chạy trốn nhanh được. Chỉ là thời gian mấy lần hít thở, con voi lớn kia đã vùng dậy, lại là một cước đạp xuống. Giống như trời sụp đổ, cực kỳ đáng sợ, lang hàn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn, thân hình hắn nhảy lên thật cao sau đó một quyền đánh ra ầm um, một quyền này ầm um ầm um đánh ra lang hàn chỉ cảm thấy giống như toàn bộ tinh thể đều đang nghiền ép về phía hắn ngược giống như sôi trào cực kỳ khó chịu đây là hắn phóng kinh lực ra ngoài nếu không có như vậy hắn đã bị cái chân này trực tiếp đạp chúng vậy hắn còn phải thảm hơn gấp 10 lần thân hình hắn rơi xuống phía dưới miễn cưỡng gập người khiến cho hai chân trước rơi ở trên mặt đất dừng bước hắn thiếu chút nữa đặt mông ngã ngồi xuống thật may con voi lớn bị một quyền này của hắn đánh cho hơi nghiêng đi ầm um, chân lớn của nó rơi vào vị trí bên cạnh bọn họ ba trượng gây ra một đợt sóng trùng kích mãnh liệt khiến cho người và yêu thú gần đó đều người ngã ngựa đổ lang ca các chiến sĩ khác liền vội vàng kêu lên lang hàn khoát tay nói không có việc gì hắn kích hoạt thanh kiếm gãy trong tay sau đó chém ra một kiếm nhất thời một đạo kiếm khí không tính là hoa lệ lập tức chém qua về phía con voi lớn Phụt, kiếm khí đi đến chỗ bắp chân của con voi lớn, sau đó liền thấy một chùm hoa máu bay ra ngoài. Còn có âm thanh con oi lớn bị đau, vang dội vô cùng, chấn động khắp nơi tám phương. Nhưng thanh kiếm gãy lại là pháp khí, hơn nữa đẳng cấp có khả năng cực cao. Bởi vậy đạo kiếm khí chém ra này tuy rằng không có lực lượng gì, nhưng tính sắc bén lại là vô cùng kinh người, tạo thành phá hủy cực lớn đối với con voi lớn này. Ầm, um, con voi lớn bị đau múa loạn cái vòi, ầm um, ầm um, ầm, um, cái vòi đập nát mặt đất nhất thời khiến cho 10 con yêu thú gần đó bị đập chết, hóa thành huyết vụ. Điều này làm cho các chiến sĩ huyền thanh kỳ đều thấy toàn thân ớn lạnh. Nếu như bọn họ bị cái vòi của nó đánh lên một cái, nhất định cũng có kết quả như vậy. Đi, tôn kiếm phương nhảy ra ngoài, hắn ở phía trước mở đường, lăng hàn bọc hậu, tuy rằng hắn vừa mới tiến vào hoán huyết cảnh, nhưng dù sao cũng là cao thủ đứng thứ ba trong đội ngũ. Hiện tại liên tuyết dung đang từ phía xa sông qua, hắn việc nhân đức không nhường ai, tiếp nhận cờ lớn mở đường tiên phong con voi lớn phát điên nó bất chấp tất cả dẫm loạn khắp nơi đơn giản là chú giải hay nhất cho câu bằng hữu heo trong đội vài cái dẫm mà thôi lại có đến hàng trăm con yêu thú bị nó giết chết đập chết hiệu suất cao kinh người lang hàn không khỏi vui vẻ nếu như sử dụng được tốt con voi lớn này hoàn toàn có thể xem là sát khí lớn siêu cấp tiêu diệt thú chiều này cũng không chờ hắn cao hứng được bao lâu con voi lớn này không thể tưởng tượng nổi lại trở nên bình tĩnh trong ánh mắt chấp động đỏ như máu, đầy hung quang, nhìn chầm chầm vào hắn. Dựa vào, con voi lớn vùng cái vòi lên thật cao, sau đó hung hăng đập về phía lăng hàn. Nó vốn chính là yêu thú cấp bậc hoán huyết cảnh, hình thể lại to lớn, man lực kinh người. Cái vòi của nó lớn giống như một tòa nhà, lại vung lên. Lực phá hoại này sợ rằng ngay cả cực cốt cảnh cũng phải nhíu mày. Muốn giết chết con yêu thú này, chỉ có thể tránh chính diện. Từ mắt của nó, trong tai nó xông vào, trực tiếp tiêu diệt đầu óc nó. Bằng không cứng rắn chống lại, tin tưởng cực cốt cảnh cũng phải tốn một hồi tay chân mới có khả năng làm được. Tản ra, Lang Hàn lớn tiếng kêu lên, ra sức đón đỡ, đi bịt cái lỗ châu mai này. Ầm, um, toàn thân hắn đều bị đánh bay ra ngoài, lực trăm vạn cân quả thực rất mạnh, nhưng đối với con voi lớn này, lại chỉ có thể khiến cho cái vòi của nó thoáng dừng lại một chút mà thôi. Các chiến sĩ huyền thanh kỳ nhất thời giống như chim muông tan tác, Chương 3628, huyết chiến 1. Hiện tại còn muốn tập trung ở cùng với nhau, chỉ là ngại bị chết không đủ nhanh. Nhưng cho dù là như vậy, dưới cái vùng mũi này vẫn khiến cho bảy tên chiến sĩ bị ném bay lên. Còn không có chờ tới khi rơi xuống đất, bọn họ đã không còn hít thở. Đáng giận, Lang Hàn gầm thét giận dữ, hắn vung thanh kiếm gãy, không ngừng đánh ra kiếm khí. Phụt 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 phụt, hình thể con voi lớn cực lớn là một ưu thế, nhưng đồng thời cũng thành một tấm bia ngắm cực lớn gần như công kích gì cũng không có cách nào né tránh được. Phụt 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 phụt, kiếm khí không ngừng chém trúng thân thể của con voi lớn, khiến cho nó đau đến mức giống to hơn. Nhưng lần này nó lại không có khống chế được, mà hai mắt trở nên đỏ hơn, hung tàn, chăm chú nhìn Lăng Hàn. Bên kia, Liên Tuyết Dung đã xông qua, đang một lần nữa tập trung đội ngũ. Lăng Hàn có chút yên tâm, hắn hét lớn một tiếng, nói: "Ta đi giết con voi lớn này." Vèo, thân hình hắn vọt lên, nhảy một cái đã đi dọc đến trên chân của con voi lớn. Lông chân của con voi lớn liền giống như từng thanh trường mâu, vừa thô vừa cứng lại vừa dài. Lăng Hàn xem chúng trở thành bậc thang, liên tục dẫm lên, nhanh chóng đi về phía đỉnh dầu của con voi lớn. Mặc dù voi lớn là bia ngắm rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn. Nhưng muốn giết chết nó, vậy phải chem kiếm khí vào từ những chỗ như mắt, lỗ tai mới được. Đứng ở phía dưới, vậy rất khó chém chúng. Hơn nữa, con voi lớn cũng không ngốc, thân thể khổng lồ quả thực không tiện né tránh, nhưng đầu chỉ cần lệch một chút là được. Cho nên, Lăng Hàn phải đi tới. Vèo vèo vèo, vài cái mà thôi, Lăng Hàn đã xuất hiện ở trên một cái ngà của con voi lớn. Hắn đang muốn một kiếm chém về phía mắt của nó. Chợt hắn cảm thấy tinh thần hoảng hốt, hình như có thứ gì muốn chiếm lấy hắn. Chiếc vòng màu tím hơi phát sáng, tinh thần lực của Lăng Hàn cũng đang phản kích. ầm, ừ, ý chí tà ác này bị đuổi ra khỏi thức hải. Lăng Hàn nhất thời kinh sợ, hắn ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trên đỉnh đầu con voi lớn còn có một con yêu thú đang ngồi nó giống như con hổ không có lông chỉ là toàn thân mọc đầy gai nhọn dài cả thước đây là yêu thú giống như thiên liên sơn là loại am hiểu khống chế tinh thần hóa ra là nó khống chế con voi lớn chỉ có điều con yêu thú này so sánh với thiên liên sơn hình thể phải lớn hơn một chút hơn nữa lực khống chế tinh thần còn muốn mạnh hơn trước đó con yêu thú kia vừa đột phá hoán huyết cảnh một con như vậy chỉ ít cũng phải là cấp bậc nhị biến tam biến thảo nào sẽ có thú triều xuất hiện bởi vì đây là do yêu thú hệ khống chế tinh thần phát động nó hoặc là bọn chúng có thể khống chế yêu thú cường đại lại dùng những yêu thú cường đại đi huy động càng nhiều tiểu yêu thú vì vậy thú triều lại thành hình chỉ có điều rốt cuộc có bao nhiêu con yêu thú như vậy lang hàn lập tức sử dụng trường kiếm chém về phía con yêu thú hệ tinh thần kia một kiếm chém ra vút kiếm khí như cầu vồng con yêu thú kia vội vàng né tránh nó am hiểu khống chế tinh thần vật lộn không phải là sở trường của nó hơn nữa thân thể nó cũng yếu ớt hơn so với yêu thú bình thường không có cách nào có được tất có mất nó không lại có ý đồ khống chế lăng hàn nữa mà đánh ra một trùng kích tinh thần phải chôn vùi thần thức của lăng hàn trùng kích tinh thần cũng không có khoảng cách gì đáng nói nhiệm công kích đã đến giống như từng đạo ánh sáng ngoan độc đâm về phía lăng hàn chiếc vòng cổ màu tím tự mình phát sáng hình thành tấm lá chắn đầu tiên chống đỡ một bộ phận uy năng công kích tinh thần nhưng số còn lại vẫn lao về phía lăng hàn sắc bén vô cùng om lăng hàn chỉ cảm thấy trong đầu tê dần thiếu chút nữa thì đứng không vững từ trên đầu con voi lớn ngã xuống hắn vội vàng sử dụng một thiên cân trụy ổn định lại thân hình nhưng vào lúc này con yêu thú kia đã xông qua một chảo vồ về phía cổ hắn năng lực vật lộn của nó quả thực không dùng tốt bằng tinh thần lực nhưng dù gì cũng là hoán huyết cảnh bị nó cào lên một cái như vậy, khẳng định cổ họng của Lăng Hàn phải bị phá nát. Lăng Hàn khẽ quát một tiếng, miễn cưỡng chắn thanh kiếm gãy ở trước người. Con yêu thú kia hình như cảm giác được sự khủng khiếp của cái thanh kiếm gãy này, thân hình vội vàng hơi nghiêng đi, tranh được chính diện. Nhưng một đạo kinh khí kéo tới, vẫn đánh vào ngực của Lăng Hàn. Suy, quần áo lập tức rách ra, lưu lại ở trên ngực của Lăng Hàn năm vết thương, giống như là sử dụng móng vuốt cào ra. Hai bên đều đứng vững, trên mặt con yêu thú kia lộ ra vẻ hài hước còn có sự ngạo mạn mãnh liệt yêu thú đều đã mở ra trí tuệ loại hệ tinh thần này mức độ trí tuệ này càng cao hơn ngoại trừ sẽ không biết nói sợ rằng nó phải thông minh hơn so với phần lớn mọi người theo nó lang hàn chính món ăn trong mâm của nó hiện tại nó chỉ làm trò mèo vờn chuột mà thôi gai trên toàn thân nó đồng thời phát sáng lại đánh ra một đạo trùng kích tinh thần lang hàn không chút do dự lập tức dẫn động huyết thần tinh trên người Nhất thời, tinh thần lực của hắn nhận được mức độ tăng cường cực lớn, hoàn toàn ngăn cản sóng công kích của yêu thú xuống. Khối huyết thần tinh này lại là từ một con yêu thú hoán huyết cảnh. Cho dù thực lực không bằng, nhưng chỉ ít cũng cùng một cấp bậc. Hơn nữa tinh thần lực của bản thân lăng hàn, tất nhiên đủ để đối kháng với con yêu thú kia. Hắn đỡ một đòn này, con yêu thú kia rất rõ ràng lộ ra vẻ kinh ngạc. Theo nó, sau khi lăng hàn chúng phải một đòn này, đầu nhất định phải đau tới mức muốn nứt ra chiến lược sụt giảm nó sẽ lại nhân cơ hội ra tay liền có thể tổn thương nặng nề tới lăng hàn nhưng bây giờ kết quả khiến cho nó cảm thấy kỳ quái tại sao có thể như vậy được lăng hàn hừ một tiếng thanh kiếm gãy lại chém veo kiếm khí chém ra lại đạt tới thước hai tinh thần lực của hắn nhận được mức độ tăng cường nhất định dẫn tới kiếm khí cũng được tăng lên con yêu thú kia vội vàng né tránh nhưng bây giờ kiếm khí không chỉ dài hơn hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn nó sử dụng toàn lực né tránh cũng không có thể hoàn toàn né tránh được. Hơn 10 cái gai nhất thời bị chém xuống, nó đau đến mức phát ra tiếng kêu thảm thiết, lực tinh thần cuồng bạo điên cuồng phun ra, khiến cho con voi lớn phía dưới cũng phát điên, dẫm đạp lung tung. Không biết khiến cho bao nhiêu yêu thú gặp xui xẻo, bị dẫm lên thành thịt nát. Chương 3629, huyết chiến 2. Nhưng mà, ở đây đã là hổ cứ thành, phía dưới có nhà, bị dẫm lên sẽ nát bấy nếu như người ở bên trong không sớm trốn đi ra ngoài, vậy khẳng định sẽ bị nhìn nát cùng với gian nhà. đáng chết, Lang Hàn ra lại kiếm, hắn muốn hoàn toàn giết chết con yêu thú này. Dưới tình huống bình thường, hắn không có khả năng giết chết con yêu thú này. Ai bảo hắn có một khối huyết thần tinh có thể chống lại trùng kích tinh thần của con yêu thú này? Hơn nữa, thanh kiếm gãy đã ở dưới mức độ tăng cường huyết thần tinh, uy lực tăng lên một mảng lớn. Điểm đáng sợ nhất của yêu thú hệ tinh thần chính là khống chế tinh thần và trùng kích tinh thần hai điểm này đều vô hiệu đối với lăng hàn chiến lực của con yêu thú này so với yêu thú cùng dai sẽ yếu hơn một mảng lớn cứ vậy lăng hàn tự nhiên chiếm hết thượng phong lại cắt rất nhiều gai của yêu thú yêu thú kia phát ra tiếng kêu to hình như đang kêu đau lại giống như đang gọi viện binh lăng hàn không ngừng xuất kiếm hắn muốn nhanh chém chết con yêu thú này tồn tại có thể lấy khống chế tinh thần người khác uy hiếp này quá lớn phút 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 kiếm khí chém ra đẩy con yêu thú kia vào tuyệt cảnh Lăng Hàn đang muốn lại chém ra một kiếm, kết thúc tính mạng của nó. Chợt có một hàn ý mãnh liệt dâng lên, vội vàng chỉ kiếm, nghiêng đầu tránh. Quét, một đạo sắc bén kinh khí đảo qua, chỉ thấy một bóng đen cũng từ trên bầu trời xẹt qua, đó là một con ác điểu, toàn thân che lấp màu đen vảy lông, hai cái móng vuốt giống như tinh sắt làm bằng, tản ra kim loại vậy hàn quang. Trong lòng Lăng Hàn dâng lên một nỗi khiếp sợ vẫn còn, nếu như hắn vừa phản ứng hơi chậm nửa phần, sợ rằng đầu liền muốn bị đầu này ác điểu cho bắt bạo con yêu thú này thật đúng là thâm hiểm, ngoài mặt thoạt nhìn nó bị Lăng Hàn dồn đến tuyệt cảnh, lại muốn cho Lăng Hàn sơ suất, sau đó nó lại để cho con đột nhiên công kích là có thể lập công, một lần giết chết hắn. Giết, Lăng Hàn lại xông ra, loại yêu thú hệ tinh thần này thực sự thật đáng sợ, phải mau chóng giết chết. Hắn liên tục xuất kiếm, kiếm khí ngang dọc, chém về phía con yêu thú kia. Vù, con ác điểu lại kéo tới, vẫn muốn chơi ta, Lăng Hàn chém ra một kiếm, vút kiếm khí chém về phía đầu của con ác điều kia. Đây là một con yêu cầm hoán huyết cảnh, da thô thịt dày. Nhưng nếu như bị kiếm khí chém đến một cái, bảo đảm cũng bị trẻ thành hai nửa phần. Con yêu cầm kia phát ra một tiếng kêu chói tai, hai cánh hơi gãy, thay đổi quỹ tích bay. Nhưng vẫn bị kiếm khí quét qua một chút, nhất thời có lông chim bay loạn ở trên trời. Thân hình yêu cầm lại chợt lao xuống phía dưới. Đây là động tác tấn công con mồi nhưng từ góc độ nó lao xuống có thể thấy rõ ràng là có chút khoảng cách cùng lăng hàn chuyện gì xảy ra lăng hàn lập tức kịp phản ứng con yêu cầm này cũng không phải độ chính xác quá kém mà căn bản không lấy hắn làm mục tiêu nó muốn bắt lấy con yêu thú hệ tinh thần kia nếu như thật sự để cho nó bắt đi bay vút lên trên khoảng không lăng hàn còn công kích thế nào muốn chạy sao lăng hàn hừ một tiếng thân hình xông ra kiếm gãy chém loạn kiếm khí khắp bầu trời làm cho con yêu cầm kia không có cách nào hạ xuống. Lăng Hàn lại nhân cơ hội điên cuồng đánh về phía con yêu thú hệ tinh thần kia. Một quyền đánh ra, lực lượng chồng 20 lần, con yêu thú kia cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cứng rắn tránh kiếm khí, hoặc là đi liều mạng với quyền kình của Lăng Hàn. Nó theo bản năng cũng không muốn liều mạng, nhưng nó không có cách nào, đành phải lựa chọn điều thứ hai. Như vậy nó khẳng định lựa chọn nguy hại nhỏ hơn, nó đi liều mạng với lực quyền của Lăng Hàn, nhưng vừa tiếp xúc Gai trên toàn thân nó đều mở ra, phát ra một tiếng rít gào. Nếu như nó có thể nói chuyện, vậy lúc này khẳng định liên tiếp mắng lớn. Trời ạ, à, một thông mạch cảnh làm sao có thể nắm giữ lực lượng khủng khiếp như thế. Bẫy chết thú, ầm, một quyền đánh qua, còn yêu thú hệ tinh thần kia nhất thời bị đánh nổ. Một quyền này của Lăng Hàn lại trùng điệp lực lượng 20 lần. Điều này kinh khủng tới mức nào? Hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ cảm thấy một cảm giác mệt nhọc mãnh liệt kéo tới cùng yêu thú hệ tinh thần chiến đấu đó cũng không chỉ là mệt mỏi trên thân thể còn có trên tinh thần hiện tại một trận đánh kết thúc tâm linh vừa thả lỏng hận không thể lập tức ngả đầu ngủ nhưng một con yêu thú hệ tinh thần tử vong lại không có ảnh hưởng chút nào đối với cục diện chiến đấu chỉ thấy thú triều vẫn còn ở trong thành triển khai tàn sát bừa bãi tiếng nhân loại kêu thảm thiết không ngừng vang lên bên tai nhà sụp đổ lửa lớn bùng lên ở khắp nơi đây là hồ cứ thành sao Quả thực chính là địa ngục tu la, thật muốn nói có thay đổi gì, đó chính là con ác điểu kia đã quay đầu bay đi, không còn công kích về phía hắn. Lăng Hàn nhíu mày, xem ra yêu thú hệ tinh thần không chỉ có một con. Cho nên, cho dù hắn chém rơi một con cũng hoàn toàn không có ảnh hưởng tới đại cục. Vậy phải giải quyết như thế nào? Hắn chém giết một con yêu thú hệ tinh thần, liền khiến cho hắn mệt mỏi thiếu chút nữa nằm xuống. Nếu như gặp lại một con, đây tuyệt đối là kết cục chịu chết chỉ có thể hy vọng những cường giả cực cốt cảnh trong thành đó phát huy. Nhưng nhìn tình hình hiện nay, sợ rằng cường giả cực cốt cảnh cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Nhiều lắm chính là hộ tống vài người rời khỏi đây, nếu muốn để cho bách tính toàn thành bình yên trở ra, đây là chuyện không thể nào. Hơn nữa, ánh mắt lang hàn căng thẳng, hắn thấy được một con yêu thú siêu cấp hai cánh mở ra dài chừng trăm trượng. Nó bay lượn ở trong bầu trời, nó có hai cái đầu rắn, trên cánh cũng không có lông, mà là bằng cánh da nó còn có một cái đuôi thật dài cũng phải tới trăm trượng một con quái vật khổng lồ như thế bay trên không trung lại giống như một chiếc không hạm chính là sự tồn tại của nó khiến cho lực lượng không trung của hồ cứ thành biến thành thùng rỗng kêu to không hạm gì đó đều bị nó đơn giản một chảo trực tiếp phá hủy thậm chí nó còn có thể từ trong miệng phun ra chất lỏng tràn ngập tính ăn mòn khiến cho không hạm trên không trung nhanh chóng giải thể người phía trên đương nhiên tất cả đều ngã chết không ngã chết cũng sẽ bị chất lỏng axit ăn mòn mà chết. Đây cũng không phải là hoán huyết cảnh, mà là cực cốt cảnh. Chương 3630, Cầm Vương, nó có thể bay đi ở trên khoảng không, có thể nói trời sinh lại đứng ở thế bất bại, cho dù là cường giả cực cốt cảnh khác cũng chỉ có lực bất tòng tâm. Người có thể bay đến không trung không, ngoại trừ con Cầm Vương này, còn có rất nhiều con yêu thú có hình thể có thể sánh ngang với con voi lớn. Tất cả đều là tồn tại hoán huyết cảnh, dựa vào thân thể cực lớn gần như có thể trở thành là cực cốt cảnh để sử dụng. Yêu thú khổng lồ như vậy có khoảng chừng 20 con. Bị bọn chúng đấu đá lung tung một hồi, hổ cứ thành giống như là sử dụng cát đá xây dựng lên, rất nhanh liền tan ra. Lăng Hàn thở dài, thảo nào cha Đức Nguyên, tiểu lão đầu đều có lòng tin tràn đầy như vậy, cho rằng hổ cứ thành nhất định sẽ gặp nạn. Quả thực, thú chiều kinh khủng như vậy, lực lượng của hổ cứ thành làm sao có khả năng chống lại. nhiệt xúc, chỉ nghe một tiếng giống to vang lên. Phong tử thịnh xuất hiện ở trên đỉnh một tòa kiến trúc cao nhất trong thành, trong tay cầm theo một cái cung lớn. Vèo, chính là một hàn quang màu vàng bắn ra, đánh về phía một con đại yêu. Đây chính là cường giả cực cốt cảnh ra tay, kim quang chập hiện, nó liền bắn trúng vào mắt của một con tinh tinh cực lớn, sau đó trực tiếp từ sau đầu của nó bay vụt đi ra. Ngang, con tinh tinh khổng lồ kia phát ra tiếng gầm thét giận dữ, lăn lộn ở trên mặt đất, nghiền ép từng tòa nhà đổ sụp xuống, cũng khiến cho không biết bao nhiêu con yêu thú, nhân loại chịu khổ nghiền ép. Phần lớn đều trực tiếp hóa thành thịt nát, cũng có một bộ phận nhỏ không chết, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thật may, con tinh tinh khổng lồ này chỉ là hấp hối giấy ruộng, rất nhanh liền bất động. Không hổ danh là cường giả cực cốt cảnh, đệ nhất cao thủ của hổ cứ thành. Một mũi tên lại dễ dàng giết chết một yêu thú cường đại như vậy. Phong tử thịnh dở mánh khóe cũ, lại là một mũi tên bắn ra. Vèo, ánh sáng màu vàng bay vụt qua, nhanh vô cùng thời điểm mắt thấy sờ nó sẽ bắn chết một con hà mã lớn siêu cấp, lại thấy một chất lỏng phun tới, trôn vùi ánh sáng màu vàng. Trong trời cao, một tiếng kêu truyền đến, con cầm vương kia vỗ cánh bay về phía phong tử thịnh. Vừa rồi chính là nó ra tay, phun ra một đạo chất lỏng axit hóa giải một đòn này của phong tử thịnh. Hai đại cường giả triển khai chiến đấu kịch liệt, trong khoảng thời gian ngắn, khó phân cao thấp, nhưng trong thành còn có vô số yêu thú, chỉ là yêu thú lớn siêu cấp lại có tới gần 20 con còn có số lượng lớn yêu thú hoán huyết cảnh bình thường đây vẫn là một lực lượng khiến người ta tuyệt vọng mấu chốt là ở đây không biết có bao nhiêu con yêu thú hệ tinh thần đây mới là điều đáng sợ nhất lang hàn cắn răng một cái chém con yêu thú hệ tinh thần kia ra lấy đi huyết thần tinh bên trong sau đó thân hình hắn lại gập xuống rơi xuống trên ngà voi sau đó hắn đánh ra một đạo kiếm khí về phía mắt của con voi lớn phụt kiếm khí sức mạnh vô địch một con mắt của con voi lớn hung bạo vỡ ra có số lượng lớn chất lỏng phun ra lăng hàn lại chém ra một kiếm cũng đâm mù mắt còn lại của con voi lớn nhưng hiện tại hắn cũng chỉ có thể làm được đến trình độ này lớp da của con voi lớn thực sự quá dày chém cũng không chém được vào trong đầu nó trừ khi lăng hàn chui vào trong lỗ thủng của con mắt ra tay ở phạm vi gần thôi đi không có hai con mắt con voi lớn này cũng chỉ có thể quấy rối loạn giết chết càng nhiều yêu thú con voi lớn bị đau điên cuồng lắc lư thân thể tiến vào trạng thái cuồng bạo. Lăng Hàn một tay nắm lấy đầu nhọn của ngà voi, lại vừa tìm kiếm vị trí của đám người hoán tuyết, tôn kiếm phương. Ở dưới thú chiều như vậy trùng kích, các chiến sĩ huyền thanh kỳ đã sớm bị đánh đến tan tác. Lăng Hàn rất nhanh lại tìm được tung tích của hoán tuyết. Nàng đang đi cùng với tôn kiếm phương, tình hình của hai người hiện tại rất không tốt, dù sao tôn kiếm phương cũng chỉ là hoán huyết nhất biến, bị chừng 10 con yêu thú 12 mạch bao vây tấn công đã quá sức mà đám yêu thú 12 mạch ở đây làm sao có thể chỉ chừng 10 con. Lăng Hàn gào to một tiếng, từ trên thân của con voi lớn leo xuống, sau đó xông về phía hoán tuyết, tôn kiếm phương. ầm 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 một quyền của hắn đánh ra, dưới lực lượng cường đại chấn động, những con yêu thú ngăn cản ở trước mặt hắn nhất thời bị đều đánh bay. Chỉ là vài bước, Lăng Hàn lại xông tới trước mặt của hai người hoán tuyết. Thiếu ra, hoán tuyết ngạc nhiên kêu lên, lúc vừa mới nhìn thấy Lăng Hàn xông lên trên con voi lớn, nàng đã khẩn trương muốn chết. Một con yêu thú như vậy chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người ta hít thở không thông. Lăng Hàn nhìn lướt qua, khóe miệng không khỏi giật một cái. Bởi vì cho dù dưới tình huống như vậy, Hoán Tuyết vẫn có thể còn ôm con heo háo sắc kia. Rút lui, hắn trầm giọng nói, chuyện này đã không thể giải quyết được, quy mô và cường độ của thú triều đã vượt qua rất xa so với dự đoán. Bây giờ điều hắn có thể làm chính là lao ra khỏi hồ cứ thành. Ba người bắt đầu đột phá vòng vây nhưng không lao ra được quá xa lăng hàn đã cảm giác được bí lực trong cơ thể sử dụng quá nhanh nếu như lại tiêu hao tiếp nữa nhiều lắm là mười mấy phút hắn nhất định phải kiệt sức vào trong nhà lăng hàn nói ba người trốn vào một gian nhà vẫn tính là nguyên vẹn có chỗ như vậy che chắn bọn họ nhất thời có cơ hội nghỉ ngơi lấy sức nhưng tiệc vui chóng tàn ầm một mặt tường bị cứng rắn đụng nát một con yêu thú thân dài khoảng hai trượng xông vào đừng thấy hình thể của nó không lớn không ngờ cũng là tồn tại hoán huyết cảnh. Cảnh giới của yêu thú không có khả năng lấy một con để cân nhắc. Chỉ có điều một con cực lớn, thông thường cũng sẽ càng thêm lợi hại hơn, vượt quá cùng dai. Ta tới, tôn kiếm phương đứng ra, hắn biết lăng hàn tiêu hao quá lớn, cần phải tiết kiệm lực lượng. Vút, con yêu thú kia chỉ một cái tát đánh qua, tôn kiếm phương đã bị đánh bay ra ngoài. Con yêu thú này lại là tồn tại tam biến, tôn kiếm phương nặng nề va chạm vào trên vách tường, toàn thân cũng bị lún vào trong, hình như bị khảm ở phía trên. Thật may, hoán huyết cảnh cũng không có dễ chết giống như vậy, hắn chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, khóe miệng tràn đầy máu. Lăng Hàn chấn động thanh kiếm gãy, lại muốn ra tay. Chợt hắn nghe được con heo nhỏ màu hồng kia phát ra tiếng hô. Chương 3631, chạy trốn. Đây là tiếng heo kêu hàng thật giá thật, nhưng quỷ dị chính là, còn yêu thú kia lại chợt dừng lại, ánh mắt nhìn về phía con heo háo sắc, ánh mắt có chút lóe lên, hình như đang do dự cái gì đó con heo nhỏ màu hồng lại kêu lên một tiếng con yêu thú kia nhất thời quay người lại cục đuôi liền bỏ trốn lang hàn kinh ngạc nó cục đuôi chạy trối chết như vậy phải là khiếp sợ tới mức nào con heo háo sắc này vừa kêu lên một con yêu thú hoán huyết cảnh lại khiếp sợ đến mức chạy trối chết lang hàn nhìn lại con heo này nó đang hướng về phía hắn nháy mắt ra hiệu bộ dạng của ta có đúng là siêu cấp lợi hại hay không con con heo háo sắc này ngoại trừ có phòng ngự vô hạn ra lại còn có thể trấn áp những yêu thú khác có thể cũng là hệ tinh thần hay không lợn chết thật đúng là coi thường ngươi lang hàn đưa một tay nắm lấy con heo háo sắc có năng lực như thế lại có thể không sớm dùng đến một chút con heo này mở hai cái chân trước ra ý tứ là ngươi cũng không có hỏi ta lang hàn âm thầm gật đầu nhìn như vậy tiểu thị nữ có thể ở trong thú triều bình yên vô sự cũng không chỉ là công lao của tôn kiếm phương còn có con heo này tới mở đường hắn đi về phía trước ếch 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 con heo nhỏ màu hồng kêu lên kỳ quá, nó cũng không muốn bị Lăng Hàn mang theo như thế. Nó cần chính là mỹ nữ ôm, chỉ là phòng ngự của nó khó có thể hóa giải, có thể khiến cho yêu thú hoán huyết cảnh khiến sợ bỏ chạy. Nhưng chiến lực của bản thân nó cũng chỉ là cặn bã đến không thể lại cặn bã hơn, chỉ có thể uổng công kêu to. Chỉ có điều thật đúng là Linh, Lăng Hàn mang theo con heo nhỏ màu hồng ở phía trước mở đường. Yêu thú xông tới vừa thấy, không con nào không dừng bước, quay về phía Lăng Hàn gầm khẽ vài tiếng sau đó quay đầu bỏ chạy. Lăng Hàn muốn đi dẫn theo đám người liên tuyết dung, mạc quốc hào. Nhưng bây giờ một mảnh hỗn loạn, hắn có thể làm được cũng chỉ là chăm sóc người bên cạnh. Hơn nữa, hắn luôn cảm thấy con heo này không bình thường. Hiện tại nó có thể trấn áp những yêu thú khác, ai biết một lát nữa có thể lại đột nhiên mất linh hay không. Đi, hắn quyết định ra khỏi thành, đây là một địa phương hiểm yếu, không thích hợp ở lâu. Ba người rời đi, có con heo nhỏ màu hồng trấn áp, bọn họ một đường gần như không gặp phải cái gì ngăn cản, rất thuận lợi ra tới phía bên ngoài thành thị. a à, một tiếng hét thảm vang lên, giống như sấm sét tiếng hét thảm này vang vọng trên không trung toàn bộ thành thị. Lăng Hàn quay đầu lại nhìn, biểu tình trở nên nghiêm nghị. Chỉ thấy phong tử thịnh cùng con cầm vương kia chiến đấu đã phân ra được thắng bại. Ngực của phong tử thịnh bị lợi chảo của con cầm vương kia xuyên qua. Máu tươi đang không ngừng phun ra, tuy rằng hắn nhất thời còn chưa chết, nhưng hiển nhiên chống đỡ không được bao nhiêu thời gian. Kết thúc rồi, ngay cả phong tử thịnh cũng chết, còn có ai ngăn cản được con cầm vương kia sao? Nhanh, lang hàn quay đầu trở lại, không chậm trễ chút nào chạy như bay về phía trước. Dần dần, những tiếng thú giết gào ở xung quanh ba người càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Bọn họ chạy ra khỏi thành, đi tới bên bờ một con sông. Bọn họ dừng lại, quay đầu lại nhìn, toàn bộ hồ cứ thành đã hóa thành biển lửa. Ở khoảng cách xa như vậy, vẫn còn có thể nhìn thấy được bóng dáng của những con yêu thú khổng lồ kia. Sau khi nghỉ ngơi một chút, bọn họ đi dọc theo bờ sông. Lại đi một đoạn dài, bọn họ lúc này mới dừng lại chân chính nghỉ ngơi. Buổi tối dài rằng giặc trôi qua, phía đông xuất hiện màu trắng bạc, ba người đều tỉnh lại. Chỉ có con heo háo sắc còn đang ở trong lòng hoán tuyết ngủ say, nước bọt cũng chảy ra khắp nơi L. Thật sự không ngờ, lại có thể sẽ phát sinh tai họa lớn như vậy. Tôn kiếm phương cảm thán nói. Lăng Hàn lại biết đây không phải là thiên tai, mà là nhân họa. Nhưng điều khiến cho hắn không hiểu là, thế lực thần bí kia đến tột cùng là khống chế những con yêu thú hệ tinh thần này như thế nào. Theo lý mà nói, chắc là yêu thú hệ tinh thần khống chế bọn họ mới phải. Lăng Hàn không có giải thích cùng tôn kiếm phương, thoạt nhìn tổ chức thần bí này thực sự là thế lực cực lớn. Vẫn không kéo tôn kiếm phương vào thì tốt hơn, hơn nữa, chính hắn còn trúng độc, không giải quyết được cái phiền toái này. Ừ, Lăng Hàn mạnh ngẩng đầu lên, hắn nghe được phía trước chuyển đến tiếng đánh nhau hơn nữa đang tiến gần về phía phương hướng của hắn hắn suy nghĩ một chút nói tạm thời trốn đã xem tình hình một chút rồi hãy tính ừ tôn kiếm phương và hoán tuyết đều gật đầu ba người đều trốn vào trong bụi cỏ bên bờ sông bụi cỏ rậm rạp chằng chịt không cẩn thận tìm kiếm bọn họ tuyệt đối không thể phát hiện bọn họ chỉ là một hồi liền thấy có hai người chạy tới một người trong đó chợt lảo đảo một cái mới ngã trên mặt đất mục thúc thúc mục thúc thúc người còn lại kinh ngạc kêu lên giọng nói trong tràn ngập sự hoảng loạn lang hàn kinh ngạc hai người này lại là mục quản gia và phong nhược tiên bọn họ đang bị yêu thú truy sát sao lang hàn cầm phi toa bộ của mục quản gia tự nhận thiếu đối phương một ân tình bởi vậy hắn quyết định mang theo con heo háo sắc đứng ra đuổi yêu thú đi đương nhiên hắn cũng không thể khẳng định con heo háo sắc có thể khiến cho yêu thú cực cốt cảnh sợ hãi lui lại hay không nhưng nếu như hắn không đứng ra Điều này sẽ trở thành một cái gai vĩnh viễn đâm vào trong lòng hắn. Đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Hiện tại hắn tuyệt đối không làm rùa đen rút đầu, chỉ là, còn không có chờ tới lúc hắn xông ra, hắn liền nhìn thấy được, lại có một người xuất hiện. Đó lại là một lão đầu tóc trắng xóa đầy vẻ tang thương. "A, à, Hồ Sán." lang Hàn ngẩn người ra, Truy binh lại là Hồ Sán, hay nói, hắn thật ra cũng là một thành viên trong nhóm chạy thoát thân chỉ là chậm hơn một bước so với đám người mục quản gia. Ha 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 ha, trốn đi, tiếp tục trốn đi. Hồ Sán cười lạnh nói, hắn nhìn chằm chằm vào mục quản gia, lại liếc mắt nhìn Phong Nhược Tiên, thần sắc vô cùng điên cuồng. Tình huống gì vậy, Hồ Sán hoán huyết ngũ biến lại có thể đang đuổi giết mục quản gia cực cốt cảnh. Lăng Hàn nhìn kỹ mục quản gia, bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra, bụng mục quản gia có một vết thương thật sâu, vẫn luôn chảy máu. Hắn chỉ gục một hồi như thế, trên mặt đất đã xuất hiện một vết máu. Bị trọng thương, thảo nào không phải là đối thủ của hồ sán. Trường 3632, oan gia ngõ hẹp. Chỉ là hồ sán vì sao lại muốn truy sát một quản gia, lẽ nào hắn không biết phong tử thịnh đối, phong tử thịnh đã tuấn thành. Hồ sán, ngươi chẳng qua là một con chó, có tư cách gì sủa ở trước mặt ta. Một quản gia miễn cưỡng chống đỡ thân thể đứng dậy, ngươi nếu như không có bị thương, vẫn duy trì chiến lực cứ cốt cảnh vậy cho dù ngươi có sỉ nhục cực lớn đối với lão phu lão phu cũng chỉ biết nén giận hồ sán ngạo nghễ nói chỉ có điều ai bảo ngươi hiện tại lại bị trọng thương không nghĩ tới ngày hôm trước ngươi vẫn uy phong tám phía hung hăng sỉ nhục lão phu nhưng còn bây giờ thì sao ngươi đã rơi vào trong tay lão phu lão thiên gia thật đúng là mở mắt mục quản gia lãnh đạm trầm mặc một hồi mới nói nếu là ân oán giữa chúng ta vậy để cho tiểu thư rời đi Ui uy 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 không nên quyết định lung tung như thế. Hồ Sán khoát tay, không có người ở một bên thưởng thức, vậy còn gì thú vị nữa. Đại tiểu thư vẫn ở lại đây đi, mục quản gia biến sắc, nói, nếu như tiểu thư tận mắt nhìn thấy được ngươi giết ta, ngươi còn có thể để cho nàng còn mạng sống sót sao. Ôi, đúng rồi, Hồ Sán vỗ tay một cái, lộ ra vẻ bừng tỉnh hiểu ra. Vậy không có cách nào, chỉ có thể để cho đại tiểu thư vĩnh viễn im lặng. Lăng Hàn kinh ngạc, nghe Hồ Sán nói lời này, hắn không chỉ muốn giết chết một quản gia, thậm chí ngay cả phong nhược tiên cũng không buông tha. nhưng phong tử thịnh tuy rằng chết vẫn được người ta coi như là đại quan biên giới, thống lĩnh một thành một vực. hơn nữa còn là vì thành chết, huyền bắc quốc tất nhiên phải nâng hắn làm anh liệt, làm tấm gương, trắng trợn tuyên truyền. nếu như hồ sán dám đả thương hại tới phong nhược tiên, vậy dĩ nhiên muốn trở thành kẻ thù chung của huyền bắc quốc. trừ khi giết người diệt khẩu, a à, đến mức này sao? sắc mặt mục quản gia đại biến điềm nhiên nói ngươi dám có chút ý niệm xấu đối với tiểu thư ta cho dù liều mạng phải chết cũng sẽ giết ngươi được rồi được rồi được rồi mục quản gia ngươi cũng không cần hù dọa người khác làm gì hồ sán phất phất tay nói chỉ có điều xem ra lời đồn không phải là giả hắn cười không vội vàng tất cả mọi người đều nói ngươi là được phong tử thịnh cứu về sau tri ân báo đáp cam tâm tình nguyện làm nô nhưng lão phu lại không tin cách thức báo ân có rất nhiều, cường giả cực cốt cảnh rốt cuộc cần phải làm nô sao. Có một lời đồn, nói một quản gia ngưỡng mộ phong tử thịnh phu nhân, tình ý tha thiết, cho nên mới phải ủy thân làm nô, chỉ bởi vì có thể sớm tối nhìn thấy được người trong lòng mình. Hắc hắc, lão phu hiện tại thật ra rất tin tưởng cách nói này. Nghe hắn nói xong, một quản gia nhất thời lộ ra biểu tình khó có thể nói hết. Hắn dường như đang hồi ức, đang hoài niệm, lại dường như là gợi ra một hồi ức vô cùng thống khổ. Mục thúc thúc, thúc, phong nhược tiên cũng lần đầu nghe nói về chuyện như vậy nàng không khỏi mở to hai mắt chỉ là trong lòng nàng có một âm thanh đang nói cho nàng biết đây chính là sự thật bởi vì mục quản gia đối với nàng thậm chí còn tốt hơn cả phụ thân của nàng bất kể nàng có yêu cầu gì hắn đều sẽ đáp ứng nhất là sau khi mẫu thân chết bệnh đi bình thường mục quản gia sẽ nhìn nàng thất thần hiện tại lại suy nghĩ một chút tất cả đều rõ ràng đây là mục quản gia đang nhớ tới mẫu thân đã mất của nàng Lăng Hàn cũng kinh ngạc, thảo nào một quản gia lại để bụng đối với chuyện của Phong Nhược Tiên như vậy. Cảm giác so với Phong Tử Thịnh người phụ thân ruột thịt kia còn muốn giống phụ thân ruột thịt hơn. Hóa ra còn có quan hệ như vậy, xem ra, lời đồn không phải là giả. Hồ Sán lắc đầu, hắn nói, một quản gia không muốn đại tiểu thư có chuyện gì, vậy tới đây, chui qua háng của lão phu đi. Đây thật sự là trắng trợn làm nhục, chỉ cần là người có chút tôn nghiêm sẽ không tiếp nhận sự sỉ nhục vô cùng như vậy. Mục quản gia nhìn phong nhược tiên một chút, sau đó lại không chút do dự nói. Được, lang hàn đã muốn sông ra, hắn làm sao có thể để cho mục quản gia nhận sỉ nhục lớn như vậy. Người như vậy thật đúng là không nhiều lắm, cũng không chờ hắn đứng lên, đã thấy hồ sán lắc đầu, nói. Thôi đi, thôi đi, chuyện này quá nguy hiểm, nếu chẳng may mục quản gia bò đến dưới thân của lão phu, đột nhiên cho lão phu một đòn, vậy lão phu lại không ngăn cản được. Mục quản gia không khỏi biến sắc thật ra hắn chính đánh chủ ý này, hắn lại không tin Hồ Sán sẽ bỏ qua cho Phong Nhược Tiên. Bởi vậy biện pháp bảo đảm nhất chính là giết chết Hồ Sán mới có khả năng bảo đảm Phong Nhược Tiên an toàn. Hồ Sán suy nghĩ một chút, nói, Lão Phu lại nghĩ đến một chủ ý, hắn mỉm cười, nói, Thú Triều kéo tới, Hồ ra ngoại trừ Lão Phu ra, từ trên xuống dưới đều chết sạch sẽ. Cho nên, Lão Phu muốn kết hôn với đại tiểu thư làm thê tử, phồn vinh huyết mạch của Hồ gia ta. Mục quản gia, Ngươi xem cái chủ ý này thế nào. Hắn cười ha hả, lão phu cưới đại tiểu thư làm thê tử, đương nhiên sẽ kính nàng yêu nàng, một quản gia lại không cần lo lắng lão phu sẽ tổn thương hại nàng, có đúng hay không. Dựa vào, lão vương bát này, phong nhược tiên không tự chủ được lại lắc đầu, tóc và tròm dâu hồ sán cũng đã trắng, không biết bao nhiêu tuổi. Vừa nghĩ tới phải cùng người như vậy tương thân tương ái, nàng đã muốn nôn. Nàng tha rằng chết, cũng sẽ không gả cho một lão đầu tệ hại như vậy sắc mặt mục quản gia e rằng đã trở nên càng thâm trầm hơn hắn lạnh lùng nói hồ sán ngươi thực sự muốn chết dù sao hồ gia chỉ còn lại có một mình lão phu lão phu còn có gì phải sợ hồ sán nhếch miệng cười nói mấy năm nay lão phu quá bận rộn tu luyện cũng không có từng hưởng phúc gì cả lần này thú triều xem như là khiến cho lão phu nhìn thấu nhân sinh cần đều chỉ là hoan hỉ mục quản gia không nói gì trong lòng hắn vô cùng nóng nảy thương thế của hắn nghiêm trọng hơn nhiều so với sự dự đoán của Hồ Sán. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không tiếc tính mạng mà liều mạng. Nhưng mấu chốt là, hiện tại hắn muốn liều mạng cũng không đánh lại. Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mồ hôi lạnh không tự chủ được lăn xuống. Đây là cốt nhục duy nhất còn lại trên thế gian của An Nhạn. Hắn coi như là nữ nhi ruột thịt, cho dù bản thân mình thịt nát xương tan, hắn cũng sẽ không để cho Phong Nhược Tiên bị tổn thương bị hãm hại chương 3633, nước bọt của heo một Mục quản gia không nói lời nào, ta nghĩ chắc là đồng ý. Hồ sán cười ha ha, hắn chậm rãi đi về phía trước, hắn vô cùng cẩn thận, hắn rất sợ mục quản gia lừa hắn, cố ý tỏ ra yếu kém, nhưng thật ra là muốn cho mình một đòn sấm sét Hồ lão nhân, thật sự không nhìn ra, người tuổi tác cũng đã một bó lớn, lại còn muốn gây tai họa cho tiểu cô nương người ta. Một tiếng than nhẹ từ trong bụi cỏ cách đó không xa truyền tới. Hồ Sán nhất thời kinh sợ, hắn vốn cẩn thận từng ly từng tí, theo một quản gia tới các nơi khác nhau. Hết lần này tới lần khác, một quản gia lại ngã xuống ở chỗ này. Trong lòng hắn tất nhiên cảnh giác, bây giờ nghe được giọng nói của người thứ tư, khiến cho hắn giống như gặp phải kẻ địch lớn. Ai, hắn quát, lén lén lút lút, không dám ra gặp người sao. Ha ha, bằng hữu của một hồi, vẫn không biết sao. Lang Hàn bước ra ngoài, là ngươi, hồ sán vừa thấy, mắt lập tức cũng đỏ lên. Ban đầu, Hồ Gia cũng không đến mức chỉ có một mình hắn có thể thoát hiểm. Tối thiểu Hồ Triều Sinh, Hồ Vinh Hải hai hoán huyết cảnh này khẳng định có cơ hội trốn tới. Nhưng Hồ Triều Sinh chỉ là nhất biến, lại bị Lăng Hàn đả thương. Hồ Vinh Hải tuy rằng mạnh hơn một chút, nhưng hai cánh tay lại hoàn toàn bị phế bỏ, vậy làm sao vượt qua được thú triều? Cho nên, hiện tại vừa nhìn thấy Lăng Hàn, cặp mắt Hồ Sán lại đỏ lên. Nếu không có bởi vì Lăng Hàn, hắn cũng không đến mức chỉ còn lại một người cô đơn như vậy. Lăng Hàn, một quản gia lại mừng rỡ, thật không nghĩ tới hắn sẽ gặp được Lăng Hàn ở chỗ này. Tinh thần hắn đại chấn, thân đứng thăng, nói, người dẫn tiểu thư rời khỏi, ta sẽ ngăn chặn người này. Lăng Hàn khoát tay, nói, một quản gia, lão nhân này tội ác tài trời, vẫn nên giết chết thì tốt hơn. Một quản gia không nói gì, hắn đương nhiên cũng muốn giết chết hồ sán, nhưng vấn đề là, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Lăng Hàn tối đa chỉ có thể miễn cưỡng chống lại hồ sán, làm sao có thể giết chết đối phương hồ sán cười lạnh không nghĩ tới sẽ gặp được nghịch tử ngươi ở chỗ này được 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 ngày hôm nay cũng không có người nào sẽ lại tới cứu ngươi được nữa tới chiến đi lăng hàn liền xông ra ngoài tay phải chém ra thanh kiếm gãy tay trái lại giấu ở trong ngực hồ sán không dám khinh thường bởi vì hắn nhìn thấy được trong ngực của lăng hàn phình lên không biết đang giấu thứ gì hắn tất nhiên cực kỳ cẩn thận hắn vung kiếm đón đỡ tay trái lại giả dơ lên, để phòng Lăng Hàn có khả năng đánh ra đại chiêu bất cứ lúc nào. Nhưng Lăng Hàn trước sau không có rút tay ra, hắn lại càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, đây là muốn giữ lại đại chiêu gì, mấy chiêu sau, hắn lại không nhịn được, kiếm thế trở nên sắc bén. Lăng Hàn khẽ quát một tiếng, cuối cùng đưa tay trái ra ngoài. Nhất thời, một tiếng heo kêu lên, hồ sán cứng họng, bất kể Lăng Hàn móc ra đại sát khí gì, hắn đều có thể tiếp nhận. Tối đa chính là cẩn thận một chút nhưng Lăng Hàn lấy ra lại là một con heo, hơn nữa còn là một con heo sữa có da màu hồng này. Trong nháy mắt hồ sán lại chấn động kinh ngạc, nếu không phải còn đang trong chiến đấu, hắn tuyệt đối sẽ bật cười lớn. Người còn có thể đùa một chút nữa hay không? Một quản gia, phong nhược tiên cũng ngây ra như phỗng. Đây là tình huống gì? Heo cũng có thể sử dụng làm vũ khí sao? Hắc, đâm đầu vào chỗ chết, lòng kiêng kỵ của hồ sán đã tan biến hết, hắn một kiếm chém ngang qua. Tay trái hắn không cần giấu nữa, cũng đánh ra ngoài, phát động công kích về phía lăng hàn. Lăng hàn giờ con heo nhỏ màu hồng ngăn cản ở trước người, coi như là tấm lá chắn. Phụt 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 phụt, kiếm khí chém tới, đều bị con heo nhỏ màu hồng ăn vào. Ếch con heo nhỏ màu hồng nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết, giống như lợn bị chọc tiết. Nó vừa vặn lại không bị thương chút nào. a, à, hồ sán không khỏi há hốc miệng, trong mắt cũng sắp rơi ra ngoài nếu như nói lần đầu tiên nói không ra lời là đang chê cười lăng hàn ngu xuẩn. Như vậy lần này lại là chân chính chấn động kinh ngạc. Đây là con heo gì vậy? Sao có thể nuốt trôi kiếm khí của hắn? Đây chính là pháp khí đứng đầu trong các hoán huyết cảnh. Bảo đảm hoán huyết ngũ biến cũng không dám cứng rắn ăn vào. Nhưng một con lợn sữa lại làm như không có chuyện gì xảy ra, nuốt vào. Điều này bảo ai có thể tin tưởng được, biểu tình của một quản gia, phong nhược tiên cũng giống như vậy. Thật sự giống như nhìn thấy quỷ. Lăng Hàn nhếch miệng cười, nói, hồ lão nhân, thật đúng là coi thường ngươi, tuổi tác một bó đầy lại còn muốn gây tai họa cho tiểu cô nương người ta. Ngày hôm nay bản đội trưởng không muốn thiến ngươi cũng không được. Nếu như liên tuyết dung ở tại chỗ, nói không chừng sẽ nhấn mạnh một câu. Ngươi là đội phó, là phó, con heo nhỏ màu hồng lại khe khẽ kêu lên ếch ếch. Hai tay, hai chân nó vung vẩy, muốn giấy dụa chạy trốn. Nó cũng không muốn làm lá chắn ngăn cản mũi tên cho tên lăng hàn khốn kiếp này heo con, vì thiếu da, người nhất định phải chịu đựng. Hoán tuyết mở miệng, bảo con heo nhỏ màu hồng nỗ lực lên. Con heo nhỏ màu hồng kìm nén tiếng kêu, nó nũng nịu chừng mấy ngày, hóa ra nó vẫn không được bằng lăng hàn. Đáng giận, không thấy nó đáng yêu như vậy sao? Gương mặt già nua của hồ sán ửng đỏ, trước đó chỉ có một quản gia và phong nhược tiên, hắn tất nhiên nói không cố kỵ, giống như mèo vần chuột. Nhưng bây giờ đột nhiên lại chạy đến hai người không liên hệ, hắn tự nhiên phải đỏ mặt vì những lời nói trước đó. Tuổi tác đã lớn như thế, còn nói ra lời vô sỉ như vậy, mất mặt. Đáng chết, hắn chỉ có thể chửi bới một tiếng, sau đó triển khai đánh mạnh. Hắn muốn nhanh chóng giết chết Lăng Hàn, thẹn quá thành giận sao. Lăng Hàn cười ha hả, đem con heo nhỏ màu hồng ra ngăn trái chặn phải, ngăn cản tất cả công kích của hồ sán. Ừ, con heo háo sắc này thật sự là một tấm lá chắn đạt tiêu chuẩn. Con heo nhỏ màu hồng giận dữ, nó trừng mắt với hồ sán. Ngươi mắt mù rồi sao? Từng chiêu công kích đều hướng về phía heo đại gia tới. Ngươi nghĩ rằng heo đại gia nhà ngươi dễ khi dễ sao? Trong lòng hồ sán không khỏi sướng sờ, biểu tình của con heo háo sắc này quá đúng chỗ, thật giống như con heo mặt người, khiến người ta liếc mắt là có thể nhìn ra trong lòng nó nghĩ gì. chương 3634, nước bọt của heo 2. Phải biết rằng, con heo này ngay cả công kích cấp bậc hoán huyết ngũ biến cũng có thể tiếp nhận. Suy nghĩ một chút cũng biết không có khả năng bình thường. Cho nên, nếu như nó nổi giận, lại sẽ kinh khủng tới mức nào. Hồ Sán không dám khinh thường, giống như gặp phải kẻ địch lớn. Con heo nhỏ màu hồng quả nhiên nổi giận, nó bắt đầu điên cuồng phun nước miếng. Hồ Sán đối với con heo nhỏ màu hồng không dám có nửa phần sơ suất. Hắn cho rằng đây rất có khả năng là một kình địch siêu cấp. Nếu như con heo nhỏ màu hồng đánh ra lực lượng hùng hậu, thậm chí kiếm khí đáng sợ, hắn cũng không sẽ kỳ quái. Nhưng hắn trăm triệu lần không ngờ rằng con heo này lại công kích bằng cách nhổ nước miếng. Ghê tởm hơn chính là cái gì? Lăng Hàn nhân cơ hội công kích, hạn chế hành động của hắn. Hoặc là bị Lăng Hàn chém lên một kiếm, hoặc chính là chúng nước bọt nhổ vào mặt. Không chút do dự, Hồ Sán lựa chọn người sau, nhất thời, trên mặt hắn đều là nước bọt bầy nhầy. Phụt phụt, con heo nhỏ màu hồng nhất thời mừng rỡ, ai bảo các ngươi coi thường heo đại gia, đã biết heo đại gia lợi hại chưa? Hồ Sán nở đấn, sau đó mái tóc bạc của hắn dựng đứng hắn nổi giận, hắn thật sự được nổi giận. Võ giả coi trọng nhất chính là cái gì? Đương nhiên là mạng, ngoại trừ mạng ra, mặt mũi, nhất là gia chủ của hào môn giống như hồ sán, càng xem mặt mũi là quan trọng. Hiện tại hắn ở trước mặt bốn người, thật ra là năm người. Tôn kiếm phương còn không có hiện thân, hắn lại bị một con lợn sữa phụ nước bọt đầy mặt. Như vậy bảo hắn làm sao nuốt trôi được cơn giận này. Hắn muốn giết heo, hắn còn muốn giết người. Hồ lão nhân, xin bất giận, chẳng qua chỉ là một con lợn nhỏ, không nên chấp nhặt với nó. Lang Hàn cười nói, không chấp nhặt, ngươi bị một con heo nhổ nước bọt đầy mặt thử xem. Hồ Sán nổi giận gầm lên một tiếng, lao về phía Lang Hàn, trường kiếm trong tay nhanh chóng chém ra. Vèo vèo vèo, từng kiếm khí chém qua, sắc bén vô cùng. Lăng Hàn chỉ đưa nhỏ lợn sữa tới ngăn cản che chắn. Các công kích đánh tới đều bị hấp thu, hơn nữa không một chút lực trùng kích nào, khiến cho hắn có thể nhanh chóng phản kích. Trong lúc kiếm gãy vung lên, chém ra công kích của hắn cũng sắc bén vô cùng con heo nhỏ màu hồng lại tiếp tục nhổ nước miếng đừng thấy bụng nó chỉ nhỏ như thế nhưng nhiều thứ hơn nữa nó cũng có thể nuốt trôi nước bọt của nó cũng cuồn cuộn không dứt giống như cống được mở van xả lũ về phía hồ sán hồ sán không ngừng kêu khổ lang hàn lại thêm thanh kiếm gãy đã không thể yếu hơn so với hắn bởi vậy hắn muốn đi né tránh công kích của một con heo lại trở nên vô cùng khó khăn phải biết rằng con heo này không có khả năng nhổ nước miếng, mà là phun đầy bình, giống như là vạn mũi tên xuyên không đến. Muốn né tránh gần như chỉ có một đường lui về phía sau. Nhưng như vậy còn cần phải đánh nữa hay thôi? Hơn nữa, đây thật sự chỉ là nước bọt, cũng không có tác dụng phụ gì. Bởi vậy, là một võ giả, thứ vô hại hắn đương nhiên có thể bỏ qua, đặt lực chú ý ở trên công kích chân chính có tính uy hiếp. Đây là tốt chất ưu tú của một võ giả, nếu không, bị thứ không quan hệ quấy nhiễu tâm thần vậy còn đánh như thế nào? Nhưng ở chỗ này, loại chăm chú này lại làm cho hồ sán phát điên. Bởi vì hắn né tránh lăng hàn công kích, lại bị nước bọt phun đến. Không bao lâu, không chỉ trên mặt hắn đã ướt cả, tóc cũng dính lại với nhau. Trên người hắn cũng ướt súng, giống như mới từ trong sông vớt lên. a à, hồ sán gầm thét giận dữ. Hắn muốn phát điên, muốn giết người, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại không có cách nào làm được. Điều này khiến cho hắn khó chịu đến cực hạn. Lăng Hàn cười ha ha, hắn thiếu chút nữa chịu thiệt trước con heo nhỏ màu hồng. Cho nên hắn biết đây là một loại cảm nhận thế nào. Lão gia hỏa à lão gia hỏa, người lại chịu ủy khuất đi. Chỉ có điều, bởi vì một tay phải nắm lấy con heo háo sắc, Lăng Hàn cũng không có cách nào thi triển ra yêu hầu quyền. Hắn chỉ có thể sử dụng kiếm, nhưng hắn lại không có học được kiếm pháp gì, chỉ có thể dựa vào trực giác đánh tới, kích phát ra uy năng của thanh kiếm gãy. Kiếm khí rất châu bò, nhưng hồ sán cũng không đơn giản, Muốn đánh bại đối phương như vậy, rất khó khăn. Tình hình cuộc chiến rơi vào giai đoạn rằng co, nhìn qua dường như bất phân thắng bại, nhưng hồ sán lại càng lúc càng bị ép lui về phía sau. Bị một con heo không ngừng phun nước miếng, đây là một loại thể nghiệm thế nào? Hắn không nhịn được đã muốn nôn mửa, chỉ là một con heo nhỏ như vậy, không cần có nhiều nước bọt như vậy chứ. Lão ra hỏa, tiễn ngươi ra đi, lăng hàn gào to một tiếng, kiếm thế gấp gáp hơn. Si tâm vọng tưởng, hồ sán cười lạnh, hôm nay, lão phu phải giết chết tất cả các ngươi. Ngày hôm trước Lăng Hàn và Mục Quản ra kẻ cầm đầu gây họa làm hại hồ ra mang tai mang tiếng. Ngày hôm nay chính là cơ hội tốt giết chết tất cả bọn họ. Âm, um, âm, um, âm, um, hai người va chạm vào nhau, càng phát ra những âm thanh kịch liệt. Lăng Hàn vẫn luôn đề phòng đối phương bạo phát, hoán huyết ngũ biến bỗng nhiên nâng cao lực lượng gấp hơn hai lần. Lực phá hoại này tuyệt đối khủng khiếp, nhưng hồ sán lại vô cùng giỏi nhịn, lại có thể vẫn không sôi trào huyết khí. Lăng Hàn, không cần lo lắng hắn sôi trào huyết khí. Mục quản gia thở gấp nói, trước đó hắn chính là dựa vào sôi trào huyết khí mới khiến cho ta đã bị thương càng thêm tổn thương. Chỉ ít trong khoảng gần 3 giờ, hắn không có khả năng lại bạo phát nữa. Thì ra là thế, Lăng Hàn gật đầu, thảo nào hồ sán tuy rằng nổi giận, nhưng trước sau vẫn không bạo phát. Lão ra hỏa, hóa ra ngươi đã không có lá bài tẩy. Hắn cười nói, hồ sán cười lạnh, thì tính sao, lão phu chính là ngũ biến, lực lượng vượt xa ngươi, tính lâu dài cũng vượt xa so với ngươi. Tiếp tục hao tổn nữa nhất định là ngươi chết, thì tính sao, ta lại có bảo heo ở trong tay. Lang Hàn cười nói, con heo háo sắc vừa nghe, lập tức kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nó đúng là bảo heo, cao quý cực kỳ. Lông mày hồ sán dướn lên, sát ý lại không thể kiềm chế, tăng vọt lên. Con heo này, hiện tại, hận ý của hắn đối với con heo này thậm chí vượt qua Lăng Hàn. Ở trong quá trình chiến đấu dài đến 10 phút vừa rồi, con heo này vẫn luôn phun nước miếng đối với hắn. Điều này làm cho hắn không thể nhịn được nữa. Trường 3635, chém hổ sán. Lợn chết, hắn hung tợn nói, trong lòng hắn thầm thề, đợi sau khi giết chết tất cả đám người lăng hàn, hắn nhất định phải nuốt sống con heo đáng chết này. Chém không ra thì chém không ra, trực tiếp đem lên lồng hấp. Hai người lại chiến đấu, lúc này lăng hàn không e ngại, xuất kiếm tất nhiên càng thêm nghiêm túc. Nhưng hổ sán dù sao cũng là ngũ biến, trong tay cũng nắm có pháp khí, chiến lực lại tuyệt đối không kém hơn hắn. Chiến đấu vẫn rằng co, chỉ có điều Lăng Hàn lại càng lúc càng tính kỹ càng trước sau. Thật ra, hắn không cần con heo nhỏ màu hồng, ở trên phương diện chiến lực cũng sẽ không thua kém hổ sán quá nhiều. Dù sao làm như vậy còn bị trói buộc một tay, hạn chế một phận chiến lực. Vậy tại sao hắn còn cần con heo nhỏ màu hồng? Đầu tiên, phòng ngự của con heo háo sắc này quả thực nghịch thiên. Có thể giảm bớt rất nhiều lực lượng tiêu hao cho Lăng Hàn. Thứ hai, đó chính là năng lực này phun nước miếng, quả thực chính là diễu cợt mạnh nhất. Ai bị một con heo phun nước bọt mà không nổi trận lôi đình. Mà một khi giận dữ, dĩ nhiên là sẽ loạn, sẽ lộ ra sơ hở. Quả nhiên, sự kiên trì của Lăng Hàn dần dần nhận được hồi báo. Dưới cơn cuồng nộ, hồ sán liều mạng tiêu hao lực lượng của hắn, muốn một lần hành động giết chết Lăng Hàn. Nhưng đối mặt với phòng ngự khó giải của con heo háo sắc, đây chỉ là lãng phí khí lực một cách vô ích ngược lại bị lang hàn nắm lấy cơ hội phản kích khiến cho trên người hắn tăng thêm vài vết thương mà hắn ở dưới trạng thái nổi giận phòng ngự tất nhiên cũng không thể nào làm được thập đoàn thập mỹ nhãn lực của lang hàn lại không có rơi xuống năng lực nắm bắt sơ hở tất nhiên là đứng đầu dưới mấy kiếm đi hồ sán lại tăng thêm mấy chỗ thương lại chiến đấu một hồi hồ sán cuối cùng bị đau đớn nhắc nhở không thể lại công kích mù quáng và điên cuồng như thế hắn ý thức được đánh như vậy không có chút ý nghĩa nào không chỉ không thể gây thương tổn được cho Lăng Hàn, sẽ chỉ làm cho phòng ngự của mình biến hình, tiêu hao lực lượng mà thôi. Nhưng lẽ nào, hắn phải phủi mông một cái rời khỏi như thế sao? Phải biết rằng, hắn đã vô lễ đối với một cường giả cực cốt cảnh, càng có ý tưởng quá phận đối với ái nữ của một vị thành chủ. Điều này nếu truyền đi, đủ để khiến cho hắn chết trên 100 lần. Nếu như hắn hiện tại rời khỏi đây, vậy sau này cũng đừng mong lăn lộn ở Huyền Bắc quốc. Không, hắn cũng không muốn làm một dã nhân hai mắt hồ sán huyết hồng giết hắn nhất định phải giết chết tất cả những người này hồ ra vừa bị diệt tâm huyết suốt đời tan biến chảy về hướng đông tâm tình của hắn vốn đang kích động lại bị con heo nhỏ màu hồng phun nước bọt kích thích tâm tính của hắn đã sớm mất đi sự thăng bằng hiện tại hắn muốn lại chỉ có một chuyện đó chính là giết tất cả đều đi chết cho lão phu hồ sán điên cuồng vung vẩy trường kiếm sự lạnh lùng bình tĩnh vừa lóe lên đã biến mất hắn trái lại trở nên càng cuồng bạo hơn đối mặt với một người điên như vậy lăng hàn cũng không thể không cẩn thận bằng không thật sự muốn bị chém chúng một cái ngụ biến lại thêm uy lực của pháp khí nữa đủ để chém chết hắn chiến 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 hai người không ngừng chiến đấu kịch liệt kèm theo máu tươi đối mặt với sự điên cuồng của hồ sán lăng hàn cũng không có cách nào duy trì bản thân hoàn toàn không bị thương hắn cũng bị đánh chúng vài cái không thể tránh khỏi chảy máu chỉ có điều so với việc hồ sán hắn lại tốt hơn rất nhiều bởi vì hắn có con heo nhỏ màu hồng đỡ công kích hồ sán lại chỉ có thể tự mình hóa giải ở dưới đánh nổ chính diện làm sao có thể hóa giải được mỗi một đạo công kích còn trốn tránh được ở đâu vết thương trên người hồ sán càng lúc càng nhiều máu chảy đầy đất bởi vì mất quá nhiều máu sắc mặt hồ sán càng lúc càng khó coi hắn lộ ra sự sợ hãi tiếp tục như vậy hắn sẽ chết hắn sĩ diện muốn báo thù hơn nữa sau khi gia tộc bị hủy diệt tâm tình gần như điên cuồng chỉ khi nào phải thật sự đối mặt với tử vong, hắn mới khiếp sợ. So với tính mạng, cái gì cũng là phù vân, hắn không muốn báo thù nữa, hắn cũng không muốn phải phồn hoa giàu sang, trong lòng hắn chỉ thầm mong cố gắng sống sót, vượt qua quãng đời còn lại. Nghĩ vậy, hắn chợt xoay người, chạy thoát thân, hắn lại là ngũ biến, toàn lực chạy nước rút, tốc độ có thể đạt tới vận tốc âm thanh, Lang Hàn căn bản không thể nào đuổi được. Cuộc chiến đấu ngày hôm trước, hắn đã rõ ràng, sớm chờ ngươi. Lăng Hàn cười, tay trái rung lên, đập con heo béo về phía hồ sán. Dưới chân hắn lại vận chuyển phi toa bộ, trong nháy mắt, tốc độ cũng tăng vọt, đạt tới vận tốc âm thanh. Âm, âm, âm thanh chợt bùng nổ, bụi cỏ ở bốn phía xung quanh nhất thời đều nằm dạp xuống. Nước sông bên kia lại cuồn cuộn nổi lên sóng lớn, con heo nhỏ háo sắc phát ra tiếng kêu thảm thiết, lại không thể tránh khỏi đụng phải hồ sán, va chạm khiến cho hồ sán lảo đảo một cái. Đây chính là lăng hàn lấy lực trăm vạn cân đập xuống, có thể không lợi hại sao. Hồ Sán lại hạ quyết tâm chạy ra, sau khi thân hình ổn định, hắn lại chạy thoát thân. Nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy giữa lưng mắt lạnh. Sau đó lực lượng của toàn thân hình như biến mất, ngay cả bước chân cũng thấy khó khăn, hắn chỉ cảm thấy ngực đau. Hắn cúi đầu vừa nhìn, lại thấy rất bình thường. Phụt, Lăng Hàn rút ra kiếm gãy ra, máu tươi nhất thời từ phía sau lưng Hồ Sán phía sau điên cuồng phun ra ngoài. Nơi yếu hại bị thanh kiếm gãy đâm trúng, khẳng định mất mạng hồ sán chậm rãi xoay người lại hắn mờ mịt nhìn lăng hàn trong ánh mắt hắn đầy vẻ khó hiểu lăng hàn làm thế nào đuổi kịp mình được không có khả năng cho dù hắn bị đập phải một chút nhưng hắn nắm giữ vận tốc âm thanh làm sao có thể bị lăng hàn đuổi kịp được ầm um, hắn gục về phía mặt đất kết thúc một đời của mình lăng hàn thu hồi thanh kiếm gãy hắn đã sớm đoán được người như hồ sán tất nhiên sẽ sợ chết cho nên vẫn luôn chờ đối phương chạy thoát thân sau đó lấy phi toa bộ đuổi theo một đòn thành công Hồ Sán tất nhiên sẽ không nghĩ tới, cũng chỉ là hai ngày mà thôi, Lăng Hàn đã nắm giữ một môn thân pháp. Đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, Lăng Hàn thở hắt ra một hơi, ngũ biến vẫn thật sự khó giết, hắn có thể nói là đã dùng hết tất cả thủ đoạn, lúc này mới lợi dụng phương diện nhận thức của đối phương, rơi vào cảm bẫy giết chết. Nhưng hắn khi xoay người lại, lại nhìn thấy được mục quản gia và phong nhược tiên dùng ánh mắt giống như gặp quỷ nhìn hắn. Trường 3636 Cát Ninh Thành thông mạch giết chết hoán huyết, hơn nữa còn là cường giả ngũ biến. Chuyện như vậy thực sự tận mắt nhìn thấy, vẫn muốn nghi ngờ hai mắt của mình. Trước đó mục quản gia và phong nhược tiên đều không nói gì. Đó là bởi vì bọn họ không muốn quấy nhiễu lăng hàn. Ở trong cuộc chiến đấu kịch liệt một chút phân tâm chính là chí mạng. Hiện tại cuộc chiến đấu kết thúc, nhưng hai người ngược lại một chữ cũng nói không nên lời. Hừ hừ, hừ hừ, con heo nhỏ màu hồng chạy trở về, quay về phía chân của lăng hàn lại phun ra nước bọt dám xem heo đại gia làm tấm lá chán còn xem heo đại gia làm gạch đập xuống nôn chết ra hỏa khốn kiếp nhà ngươi con heo nhỏ không được vô lễ đối với thiếu gia hoán tuyết vội vàng chạy ra ôm lấy con heo nhỏ màu hồng lăng hàn lại cười nói lại nhổ nước bọt về phía ta ta sẽ lập tức biến ngươi thành con heo quay sữa con heo nhỏ màu hồng hoàn toàn không kinh sợ tiếp tục hướng về phía lăng hàn nhổ nước miếng ai sợ ai lăng hàn lần này thực sự cảm ơn ngươi mục quản gia nói vẻ mặt hắn đầy cảm khái ai có thể nghĩ tới hắn đường đường là cường giả cực cốt cảnh lại có thể cần một võ giả thông mạch cảnh tương trợ lăng hàn mỉm cười nói cũng là nhờ mục quản gia đưa cho ta một môn thân pháp nếu không vừa rồi ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hồ sán chạy trốn phong nhược tiên lại tò mò nhìn lăng hàn lúc trước nàng mặc dù đã gặp lăng hàn đối với hắn cũng lưu lại ấn tượng nhất định nhưng lúc đó nàng là tiểu công chúa cao cao tại thượng Hiếu Kỳ đối với Lăng Hàn chỉ là một thoáng qua, nhưng bây giờ, nàng mới thật sự bị chấn động kinh ngạc. Chiến tích của Lăng Hàn quá huy hoàng, lấy tu vi thông mạch cảnh chém giết hoán huyết ngũ biến, hoàn toàn có thể chấn động toàn bộ Huyền Bắc quốc. Mục quản gia, tiếp theo ngài có ý kiến gì hay không? Lăng Hàn hỏi, Mục quản gia suy nghĩ một chút, nói: "Chúng ta được mau chóng liên lạc với phía bên đế đô." Lăng Hàn gật đầu, nói: "Chúng ta lại đi tới thành thị kế tiếp." đại tiểu thư liền có thể lấy quang não tiến hành liên lạc. Mục quản gia cũng cần cố gắng dưỡng thương. Được, năm người xuất phát, mục quản gia do tôn kiếm phương cõng trên lưng, một đường trèo non lội suối. Huyền Bắc Quốc cũng không nhiều thành thị, không có cách nào, thời điểm văn minh đời trước ngã xuống, trên 9 phần 9 nhân loại đều chịu khổ bị yêu thú sát hại. Nhưng huyền Bắc Quốc lại đặc biệt lớn, bởi vậy, khoảng cách giữa thành cùng thành đặc biệt xa. Khu vực mỗi một tòa thành thống trị cũng thật sự rất lớn dọc đường đi bọn họ đều đang nói tới nguyên nhân khiến thú triều phát sinh trên lý thuyết mà nói cho dù huyền thanh kỳ thường xuyên tiến vào thâm sơn tiến hành càn quét nhưng cũng chỉ có thể bảo đảm khu vực xung quanh thành thị không có yêu thú cường đại loại giống như thiên liên sơn này làm sao có thể xuất động đại quân đi quét sạch cho nên điều kiện có thú triều bạo phát nhưng khủng khiếp giống như lần này lại khiến người ta khó có thể tưởng tượng được vì sao thú triều không có khả năng vô duyên vô cớ bạo phát là trong núi sâu xảy ra biến cố gì lớn hay là những nguyên nhân khác lang hàn cũng không hiểu hắn mặc dù biết một ít tình hình nhưng thật sự nghĩ không ra thế lực thần bí này cần gì phải tiêu diệt hổ cứ thành chờ một chút trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một đạo linh quang trước đây con yêu thú thiên liên sơn kia cũng bởi vì tàn hại thôn trấn xung quanh lúc này mới ẽ xuất động tiểu đội thứ bảy đi giết chết kết quả chứng minh đây cũng không phải là do thế lực thần bí này không cẩn thận để cho con yêu thú kia trốn thoát mà là cố ý gây ra. Là bởi vì thức ăn sao, nếu như vậy không có gì sai, nhưng điều đó lại không có khả năng. Lần thú chiều này thật ra là một lần săn bắn, lấy toàn bộ hổ cứ thành làm con mồi, cung cấp cho những yêu thú hệ tinh thần giết chóc này, dùng để ăn. T, hai tay lăng hàn không tự chủ được trở nên căng thẳng, nếu thật sự như thế, thế lực thần bí này lại quá điên cuồng. Hắn biết, yêu thú hệ tinh thần sinh ra huyết thần tinh. Thế lực thần bí kia lại đối với thứ này vô cùng coi trọng, như vậy cái này cũng nói được mục đích của đối phương chính là vì huyết thần tinh ếch ếch con heo nhỏ màu hồng phát ra tiếng kêu cắt ngang dòng suy nghĩ của lăng hàn vẻ mặt nó phiền muộn rất đáng thương bởi vì nó đứng núi này trông núi nọ coi trọng phong nhược tiên muốn nhào tới trong lòng đối phương muốn được ôm một cái nhưng bề ngoài của nó có thể mê hoặc được hàng nghìn hàng vạn thiếu nữ ở chỗ phong nhược tiên lại hoàn toàn không thể thực hiện được bị nàng vô tình từ chối phong nhược tiên trốn tránh từ phía xa nàng có tính nghiện sạch bất kể con heo nhỏ màu hồng thoạt nhìn có đáng yêu bao nhiêu sạch sẽ tới mức nào nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới nó sử dụng bốn chân đi ở trên mặt đất nàng lại cảm thấy buồn nôn hơn nữa da hỏa này còn nhổ nước miếng nếu như phun ra ở trên người mình thì phải làm sao bây giờ a à, người cũng có thời điểm bị từ chối rồi sao lăng hàn cười nói một tay lại xách con heo này qua hừ hừ con heo háo sắc phun khí đối với hắn biểu đạt sự xem thường Lăng Hàn cười ha ha, hiện tại hắn cảm thấy con heo này vẫn rất hữu dụng. Nếu có thể cải tạo một chút, ví dụ như đừng lười biếng như thế, hẳn là càng có tác dụng hơn. Ví dụ như đi tới chỗ di tích cổ thám hiểm, dù sao phòng ngự của nó khó giải, hoàn toàn có thể xông ngang đụng loạn. Tốn hết mười mấy ngày, bọn họ cuối cùng đi tới một trấn nhỏ hoàn chỉnh. Trước đó, tuy rằng bọn họ đi qua một ít thôn trang, trấn nhỏ, nhưng nơi nào cũng bị thú chiều xông vào phá hủy. Bởi vì những thôn, chân cắt ngang trên đường yêu thú tiến lên phía trước, vô duyên gặp phải xui xẻo. Ở chỗ này, bọn họ thuê một chiếc xe, xuất phát đi về phía Cát Ninh Thành. Cát Ninh Thành chính là thành thị gần hổ cứ thành nhất. Từ 50 năm trước, thành này đã được lập ra. Nhưng hơn 20 năm trước mới có hổ cứ thành thành lập. Có thể thấy được phải mở rộng cương vực là một chuyện quá mức khó khăn. Có xe, mọi người cũng không cần dựa vào hai cái đùi để đi, tự nhiên sẽ thoải mái hơn nhiều nhất là phong nhược tiên, đại tiểu thư này, nàng tuy rằng cũng tu luyện, nhưng bình thường sống an nhàn sung sướng, đi buổi sáng vẫn còn có chút mới mẻ. Nhưng mỗi ngày đều chạy đi, nàng thật sự là chịu không nổi. Lại thêm mười mấy ngày trôi qua, bọn họ đi tới Cát Ninh thành. Không có cách nào, đường đi thật sự không dễ dàng. Chương 3637, cổ Hạng Minh. Cát Ninh thành, một tòa thành thị mới chỉ nắm giữ lịch sử 50 năm, mang theo hai phong cách cổ xưa và hiện đại. Từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy được tòa nhà cao trăm tầng, cũng có kiến trúc cổ bằng gỗ đá. Đám người lăng hàn lái xe vào thành, việc đầu tiên là tìm một tử điếm. Chỉ cần liên lạc trên quang não, có thể trực tiếp chuyển khoản, căn bản không cần mang tiền theo người. Đây không thể nghi ngờ là một chuyện rất thuận tiện. Phong Nhược Tiên lập tức liên hệ với phía đế đô. Rất nhanh, bên kia đã đáp lời, bảo nàng ở lại Cát Ninh Thành thêm mấy ngày. Đế đô sẽ phái ra không hạm đón nàng về. Đoàn người liền an tâm ở lại. Lăng Hàn đưa một quản gia đi tới bệnh viện, làm một giải phẫu. Hắn lại à chế luyện một ít đan dược chữa thương, đợi sau khi một quản gia giải phẫu xong, hắn sẽ để cho một quản gia dùng. Ở trong phần đan dược này, Lăng Hàn còn nghĩ tới chuyện cho thêm bụi hoàng sâm 600 năm vào. Đây là vật đại bổ, có trợ giúp rất lớn đối thương thế của một quản gia. Nếu như đổi lại thành người bình thường, Lăng Hàn sẽ không dám sử dụng thuốc mạnh như vậy. Hắn rất sợ yếu quá không chịu được bổ nhưng một quản gia chính là cường giả cực cốt cảnh, hắn hoàn toàn có thể chịu đựng được. Lại như vậy, hơn 10 ngày qua đi, quả nhiên có một chiếc không hạm hàng xuất hiện ở Cát Ninh Thành. Thành chủ vô ích tự mình dẫn theo sứ giả đế đô đi qua. Nhược tiên, tới Cát Ninh Thành, cháu lại có thể không tới nhà ta, có phải không xem ta là bá bá hay không? Vô ích vừa vào cửa, lại nói như vậy. Phong nhược tiên nói liên tục không dám, nàng nhìn về phía vô ích nhấc váy thi lễ, nói. Nhược tiên bái kiến vu bá bá. Ai, ta đã nghe nói về chuyện của cha cháu. Vũ ích thở dài, vì bách tính toàn thành, tử thịnh huynh khẳng khái hy sinh thân mình, làm tấm gương sáng cho thế hệ chúng ta. Phong Nhược Tiên nói lời cảm ơn, nhưng trong lòng nàng tất nhiên là hy vọng phụ thân còn sống. Việc được truy nhận liệt sĩ, tôn sùng là giường cột nước nhà làm sao có tác dụng bằng một người sống. Tới đây, vị này chính là cổ đội trưởng tới từ đế đô. Vũ ích chuyển đề tài nói chuyện, chỉ vào một người trẻ tuổi bên cạnh. Cổ đội trưởng là đặc biệt tới đón Nhược Tiên quay về Đế đô. Ty chức Cổ Hạng Minh, bái kiến Nhược Tiên tiểu thư. Người trẻ tuổi kia nhìn về phía Phong Nhược Tiên chắp tay hành lễ, thân lại hơi cúi xuống. Hắn mặc một bộ khôi giáp màu bạc, tướng mạo cũng có chút anh tuấn, vô cùng oai hùng. Cổ đội trưởng, Phong Nhược Tiên cũng dịu dàng hoàn lễ. Sau khi Phong Tử Thịnh mất đi, nàng cũng từ đại tiểu thư của đại quan biên giới ra biến thành một nữ hài mồ côi, tất nhiên không có khả năng bày ra bộ dạng cao giá như lúc trước. Cổ hạng minh cũng không dám chậm trễ. Hắn nghe nói có vài vị hoàng tử đều cảm thấy hứng thú đối với người mỹ nữ này. Chỉ là phong tử thịnh vẫn dao động, muốn gả phong nhược tia cho người có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế nhất. Nếu không, nữ tử này đã sớm trở thành vương phi. Hơn nữa, phong tử thịnh vì quốc quên thân, sau khi hắn được phong thánh, nàng nhất định sẽ càng được tán thưởng. Nếu như hắn dám vô lễ đối với phong nhược tiên, đến lúc đó hắn có khi sẽ phải ăn vị đắng. Vô ích lưu lại nói một đống lời khách sáo, không ngoài, phong nhược tiên có gì khó khăn, không cần khách khí với hắn, cứ mở miệng. Một hồi, hắn nói còn có thành vụ bận rộn phải làm, từ biệt rời đi. Nhược tiên tiểu thư, chúng ta vẫn mau chóng quay về đế đô. Cổ hãng minh đề nghị, khổ cứ thành xảy ra chuyện lớn như vậy, hoành thiên đại soái đã tự mình lĩnh quân xuất động, bình định thú loạn. Nghị sự trưởng đại nhân lại phân phó ti chức, phải nhanh chóng hộ tống nhược tiên an toàn quay về đế đô. Phong nhược tiên gật đầu, nói, làm phiền phức cổ đội trưởng đây là chức trách của ti chức, cổ hạng minh có vẻ rất cung kính khiêm nhường, thực ra, hắn chính là đội trưởng một đội cấm vệ quân. Đừng thấy cấp bậc hắn không cao, nhưng hắn lại là cận thần của thiên tử, là quan lớn tam cấp. Hơn nữa, hắn còn là hoán huyết tam biến, năm nay hắn cũng chỉ có 23 tuổi, có thể nói là trẻ tuổi đắc trí, càng tâm cao khí ngạo. Một vì nhìn thấy phong nhược tiên là mỹ nữ, hai là thân phận của đối phương đặc biệt, hắn mới có thể khách khí như vậy. Đợi nhược tiên chuẩn bị một chút, Phong Nhược Tiên lại nói, cổ hạng minh gật đầu, ngồi xuống ở một bên. Phong Nhược Tiên vào nhà, nàng nhất định phải dẫn theo một quản gia cùng đi tới đế đô. Không nói gì khác, một cường giả cực cốt cảnh chỉ ít cũng có thể để cho nàng miễn cưỡng đặt chân ở đế đô, không cần lo lắng bị ủy khuất cũng không có chỗ có thể tố khổ. Lăng Hàn giống như lão thần khắp nơi, hắn vẫn đang suy tư xem làm thế nào để đột phá hoán huyết cảnh. Nhưng hắn hình như đột nhiên bị kẹt lại, cũng đã qua một tháng, hắn vẫn không có tiến thêm. Chỉ có điều, hiện tại hắn thật ra đang liên lạc cùng với đám người nữ hoàng ở vị diện trong cơ thể. Tuy rằng hắn cũng chỉ có thể phất một chút biểu thị không, phất hai cái biểu thị phải. Hoán tuyết lại là ôm con heo nhỏ màu hồng đứng sau lưng lăng hàn, làm hết phận sự một tiểu thị nữ. Về phần tôn kiếm phương, hắn đi dạo phố, bảo là muốn tìm hiểu thêm một chút tin tức. Cổ hạng minh nhìn lướt qua, nhìn thấy được lăng hàn ngồi ngay ngắn như núi, hoàn toàn không có ý định cùng mình chào hỏi. Hắn lộ ra một tia không vui, hắn lại là đội trưởng của cấm vệ quân, còn là cao thủ trẻ tuổi hoán huyết tam biến. Gia hỏa này lại dám ở trước mặt của hắn tỏ ra sĩ diện. Thực sự không hiểu quy củ, hắn lãnh đạm thản nhiên mở miệng, khách tới, cũng không biết dâng trà sao, vẻ mặt hắn ngạo mạn, hận không thể hết mũi lên trời. Đây mới là bộ mặt thật sự của hắn, hoán tuyết có chút lo lắng, nàng lại nghe trong lời đối thoại trước đó, người trẻ tuổi này hình như là từ đế đô tới, địa vị rất lớn nàng lập tức muốn buông con heo nhỏ háo sắc, đi pha trà đưa nước cho cổ hạng minh. Nhưng nàng còn không có động, đã nhìn thấy Lăng Hàn bỗng nhiên mở mắt. Ngươi lại là nhân vật gì? Lăng Hàn mở miệng, lãnh đạm thản nhiên nhìn thẳng qua. Cổ hạng minh nhất thời đứng phát dậy, chỉ là một nhân vật nhỏ lại dám nói năng lỗ mãng với mình như vậy. Thật to gan, ngay cả ta cũng dám sỉ nhục, hắn lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ nói. Ha ha, tới đây, liền muốn sai khiến thị nữ của ta. Ngươi lấy đâu ra dũng khí như vậy? Lăng Hàn đối chọi gay gắt, chương 3638, đến đế độ 1. Cổ hạng minh hừ một tiếng, nói, a à, sai bảo không được sao, Lăng Hàn không để ý đến, chỉ coi hắn giống như không hề tồn tại. Cổ hạng minh bị coi thường như vậy, vô cùng tức giận. Hắn là nhân vật nào, ai dám cho hắn nhìn sắc mặt? Có, nhưng cũng không một hạng người vô danh ở thành nhỏ ngoài biên cương. Ta cũng không cần nàng, cổ hạng minh nhìn Lăng Hàn, nói, ta muốn người tự mình bưng trà đưa nước cho ta. Lăng Hàn cười ha hả, nói, Người thật biết nằm mơ, mặc kệ sao, cổ hạng minh cười lạnh, nói, ta sẽ khiến cho người cam tâm tình nguyện đi làm. Hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, huyết khí tuôn ra, hóa thành một con bạch hổ. Sát khí lộ ra, nhìn về phía Lăng Hàn lặng lẽ phát ra tiếng rít gào. Một đặc điểm lớn của hoán huyết cảnh là huyết khí quá cường đại, quá kinh khủng, có thể hình thành áp lực ép người, có chút giống như là trùng kích tinh thần, nhưng lại khác nhau lang hàn không sợ hắn nắm giữ lực tinh thần đối với hắn mà nói loại sát khí này trùng kích hoàn toàn chỉ là chút lòng thành chỉ có điều hắn lại không phải loại người chấp nhận chịu thua thiệt trước người khác lúc này hắn cũng phát động niệm lực phản kích về phía đối phương lực tinh thần cũng không có để ý tới khoảng cách một đòn này nói đến là đến hung hăng va chạm vào bạch hổ ầm ừ, bạch hổ nhất thời tán loạn tam biến sát khí không có cách nào có thể địch nổi lực tinh thần dù sao điều này chỉ có thể nói là hình thức ban đầu của trùng kích tinh thần mà tê hôi hoàn toàn không được coi là niệm lực chân chính a à, cổ hạng minh không khỏi ôm đầu bị niệm lực trùng kích một chút khiến cho đầu hắn đau giống muốn nứt ra luận về lực lượng cho dù là cấp niệm lực nhiều lắm chỉ là nâng cao mấy cuốn sách mà thôi nhưng đầu óc con người lại là yếu đuối tới mức nào xương đầu có thể không cứng rắn nhưng đầu óc có được không bị niệm lực trùng kích một chút tất nhiên là đầu cũng giống như muốn nổ tung hư hóa ra là một tu giả tinh thần lực, thảo nào lớn lối như vậy, tay phải của hạng minh rung lên, có một luồng ánh sáng trắng di chuyển ở cổ tay của hắn, chống đỡ trùng kích tinh thần của lăng hàn. Ừ, đây cũng là một pháp khí, cổ hạng minh lại hư một tiếng, nói, người tu luyện tinh thần quả thật có tư cách tự ngạo, sẽ thành đan sư hoặc là trận sư. Nhưng ngươi nhiều lắm là niệm lực sơ cấp, ở trước mặt ta vẫn chỉ là tồn tại giống như đống cặn bã. Lăng Hàn kinh ngạc, ngươi là một gia hỏa hoàn toàn không hiểu gì về lực tinh thần. Ngay cả hắn là tinh thần lực cấp mấy cũng không biết, lại dám vọng ngôn. Không biết nên có dũng khí, thế nào lại có cảm giác về sự ưu việt như vậy. Cổ hạng minh đi nhanh về phía Lăng Hàn, hắn đã sử dụng một pháp khí chống đỡ trùng kích tinh thần của Lăng Hàn. Ở trong ấn tượng của hắn, người tu luyện tinh thần đều có giá trị võ lực cực thấp. Hắn duỗi tay ra là có thể chân áp, nhưng vào lúc này, cửa phòng ngủ mở ra phong nhược tiên và mục quản gia đi ra cổ hạng minh khẽ nhíu mày lại dừng bước cổ hạng minh kiêu căng ngạo mạn nhưng hắn không phải là kẻ ngu dốt dù thế nào hắn cũng không có khả năng hành hung ở trước mặt của phong nhược tiên hơn nữa hắn cũng không biết lăng hàn cùng phong nhược tiên có quan hệ gì cho dù muốn thu thập lăng hàn vậy cũng phải chờ tìm được cơ hội lăng đại ca đại ca không cần thu thập một chút sao phong nhược tiên nhìn về phía lăng hàn hỏi lăng hàn mỉm cười nói bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát hắn sử dụng hạt ngọc cũng rất tốt đồ quý trọng cũng chính là thanh kiếm gãy con cóc màu xanh ngọc ba cây trận cơ lấy từ cổ đạo tông bởi vậy chỉ tùy tiện thu thập một chút là được rồi được phong nhược tiên gật đầu nhìn về phía cổ hạng minh nói cổ đội trưởng chúng ta đi thôi cổ hạng minh liếc mắt nhìn lăng hàn xong mới nói được nhược tiên tiểu thư mời đi theo ta bọn họ nối đuôi nhau ra sau khi ra khỏi khách sạn có một chiếc kiệu hào hoa chờ bọn họ ở cửa. Đây là do vô ích an bài. 20 phút sau, bọn họ đi tới một tòa quảng trường cực lớn. Ở đây có khoảng hơn 10 chiếc không hạm đang đỗ. Nhược tiên tiểu thư, ở đây, cổ hạng minh chỉ vào một tòa không hạm mô hình nhỏ phía trước, chỉ dài khoảng 10 trượng, độ cao lại là khoảng 3 trượng. Phía đầu thuyền cắm một lá cờ. Đây là tiêu chí của Hoàng gia huyền Bắc Quốc. Cắm lá cờ này, coi như là giấy thông hành. Bất kể ra vào chỗ nào cũng không có người nào dám ngăn cản, Dĩ nhiên, nếu người nào dám giả mạo, đầu của người đó nhất định là khó giữ được. Bọn họ đi tới dưới không hạc, lập tức có người buông dây thang. Bọn họ lên không hạc, cổ hạng minh liền an bài nơi ở cho bọn họ. Không hạng tuy rằng không lớn, nhưng bản thân mấy người bọn họ muốn ở lại, cũng không có bất kỳ vấn đề nào. Hơn nữa gian phòng vẫn vô cùng xa hoa, không hổ danh là sản phẩm do hoàng gia sản xuất ra. Cổ hạng minh thật ra không có gây khó dễ cho lăng hàn ở trên vấn đề an bài gian phòng ở. Cổ hãng minh phân phối một gian đặc biệt tệ, hình như cổ hãng minh xem thường lấy mánh khóe nhỏ như vậy để khi dễ hắn. Thật ra như vậy tránh khỏi một hồi xung đột, nếu không, Lăng Hàn nhất định sẽ rời thuyền, không muốn ngồi sao. Hắn quả thực muốn đi tới đế đô xem một chút, bởi vì đế đô hội tụ cả tài nguyên của quốc gia. Bản thân hắn là đan sư cao cấp, khẳng định ở đế đô có khả năng thi triển hết sở học. Nói thực tế một chút, chính là kiếm được số tiền lớn. Rất nhanh, không hạm đã cất cánh, bay về phía Đế đô, đừng thấy không hạm nhỏ nhưng tốc độ cực nhanh, phía trên còn gia tăng không ít trận pháp, ví dụ như trận pháp ẩn nấp ở ngoài ba trường là không nhìn thấy được, tránh khỏi sát suất gặp phải ác điều cường đại trong không trung. Cho dù gặp phải, trên không hạm còn lắp điện từ pháo bản tăng cường, mặc dù không cách nào bổ sung năng lượng, chỉ có thể đánh ra mấy pháo, nhưng đủ để giết chết yêu thú cấp bậc cực cốt cảnh cường đại. Bởi vậy, dọc đường đi bọn họ cũng không gặp được yêu thú sau khi tốn thời gian 20 ngày bọn họ đã đến đế đô. Tốc độ của không hàm cực nhanh, có thể thấy được một chút. Từ không trung nhìn xuống, đế đô giống như một con rồng lớn đang nằm phủ phục phục, chỉnh thể hiện lên dạng hẹp dài. Không cần tới gần, cũng chỉ ở trên không trung nhìn là có thể phát hiện ra, nơi này có quá nhiều trận pháp bao phủ trên kiến trúc. chương 3639, đến đế đô 2. Nếu như tùy tiện rơi xuống, vậy nhất định sẽ bị trận pháp cắt nát, biến thành cặn bã. Đế đô, nơi lòng đằng mà nay thánh thượng còn có khả năng thông thiên triệt địa quét ngang vỗ nội không người nào có thể đối kháng không hạm hạ xuống dừng ở tại không cảng của hoàng gia ở đây tất cả không hạm lớn nhỏ đều có lớn nhất một chiếc đơn giản là cự vô phách chiều dài khoảng nghìn trượng gần như có cảm giác nước mắt cũng không nhìn thấy được điểm cuối đoàn người xuống khỏi không hạm đi ra khỏi không cảng cổ hạng minh liền muốn dẫn phong nhược tiên đi tới hoàng cung hiện tại thánh thượng đang bế quan do nghị sự trưởng dương bách chấn thủ ở hợp điện xử lý việc chuyện lớn quân cơ phụ chính các hoàng tử lang hàn lại không muốn đi tới hoàng cung nhân tiện nói mục quản gia phong tiểu thư chúng ta lại từ biệt tại đây đi a à, ngươi không đi theo chúng ta sao phong nhược tiên hỏi lang hàn lắc đầu không có duyên gặp lại sau hắn cứu mục quản gia và phong nhược tiên đã sớm trả sạch nhân tình cho mục quản gia nếu phong nhược tiên đã bình an đến đế đô hắn cũng nên từ biệt hiện tại đương nhiên phải nói gặp lại sau gặp phải chuyện gì không giải quyết được cứ tới tìm ta mục quản gia nghiêm nghị nói hắn tất nhiên biết thật ra là mình thiếu lăng hàn nhiều hơn lăng hàn gật đầu được hắn phất tay một cái cùng tôn kiếm phương hoán tuyết rời đi cổ hạng minh nhìn mọi chuyện diễn ra ở trong mắt khóe miệng thoáng lộ ra một cười lạnh tiểu tử này là sợ mình cho nên vội vàng chạy đi đáng tiếc tiểu tử này cũng quá coi thường thực lực của mình muốn ở đế đô tìm ra một người có gì khó khăn. Bởi vì hắn là đội trưởng của đội cấm vệ quân, hắn mở miệng hỏi, chính là liên lụy tới chuyện lớn của hoàng thất, ai dám không ra sức đi thăm dò. Tiểu tử, ngươi lại trốn trước, chậm rãi sẽ cùng ngươi tính sổ, hắn cũng không ngăn cản, mặc cho ba người lăng hàn rời đi. Lăng hàn cũng không nhìn đông tây nam bắc, sau khi đi một hồi sau, hắn ngẩng đầu phát hiện phía trước có tử điếm, nhân tiện nói. Tôn tông chủ, chúng ta ở chỗ này đợi thêm mấy ngày, lại cân nhắc xem tiếp theo nên làm gì. Được, tôn kiếm phương gật đầu, bọn họ tiến vào tử điếm, vấn đề thân phận rất dễ dàng giải quyết, bởi vì tin tức của bọn họ đã sớm ghi vào quang não. Sẽ không bởi vì từ hồ cứ thành chạy đến đây liền trở thành không có hộ khẩu. Sau đó, Lăng Hàn bắt đầu suy nghĩ tìm hiểu bước tiếp theo nên làm gì. Từ lớn phương diện mà nói, rất đơn giản, chính là nâng cao thực lực. Chỉ có đủ thực lực mới có khả năng không cần nhìn ánh mắt của người khác. Hơn nữa, hắn có khả năng thả đám người nữ hoàng gia cùng người thân bằng hữu đoàn tụ chỉ có điều chỉ nói nâng cao thực lực mục tiêu này lại quá mơ hồ cần cụ thể một chút tiến hành thực hiện đầu tiên tu luyện tránh không được phải sử dụng tới tiền ta cần phải kiếm tiền thứ hai thật ra đây mới là quan trọng nhất ta phải đột phá hoán huyết cảnh nếu không cái gì cũng không cần nói tới chỉ có điều hiện tại cũng đã qua hơn một tháng ta thế nào còn không có nắm được cơ hội đột phá Lăng Hàn có chút buồn bực, lẽ ra lấy thiên phú của hắn, ở giai đoạn võ đạo sơ cấp không nên gặp phải khó khăn về cửa ải mới đúng. Chẳng lẽ là ta quá gấp, hắn thỉnh giáo về phía tôn kiếm phương, xem đối phương lại là đột phá hoán huyết cảnh thế nào. Tôn kiếm phương hoàn toàn không có một chút dấu giếm, nhưng loại kinh nghiệm này chỉ có thể dùng để tham khảo, cũng không thể coi như khuôn mẫu. Bởi vậy, Lăng Hàn vẫn không có được dẫn dắt gì mang tính thực chất. Hắn tiếp tục vùi đầu tìm hiểu, hắn cũng không tin, hắn sẽ phải tốn quá nhiều thời gian ở trên cửa ải này hai ngày sau chuyện hổ cứ thành gặp phải thú triều đã truyền ra ở đế đô đây chính là một chuyện lớn một tòa đại thành của đế quốc lại có thể bị yêu thú phá hủy thậm chí xuất động hoành thiên đại soái đi vào dẹp loạn đế quốc tổng cộng cũng chỉ có bốn vị đại soái mỗi người nắm giữ thực lực vô cùng cao cường một người là có thể tàn sát hết một tòa đại thành loại này cho nên lần này lại có thể kinh động tới hoành thiên đại soái có thể thấy được tình thế nghiêm trọng tới mức nào. Tên Phong Tử Thịnh cũng được nhắc tới, hắn vì đại nghĩa chết theo thành, vui buồn lẫn lộn. Hoàn toàn là anh hùng điển hình mà Huyền Bắc quốc cần, tất nhiên cần được tuyên dương ra khắp nơi. Thậm chí có tin tức nói, hoàng thất có ý định để cho vị hoàng tử nào đó lấy Phong Nhược Tiên. Lăng Hàn đối với điều này không có hứng thú, hắn muốn biết có bao nhiêu người từ trong thành trốn thoát được. Rất nhanh lại có tin tức tiếp sau truyền ra, lần này số người may mắn tránh khỏi tai họa cũng không ít ví dụ như thiên tài võ đạo thác bạt thiên hoang hắn là do bốn gã hoán huyết cảnh của thác bạt ra liều mạng hộ tống đi ra nhưng vì thế cũng phải bù vào hai hoán huyết cảnh còn nữa thiên tài trận đạo nghiêm tuấn lăng hàn kinh ngạc nghiêm tuấn thật đúng là mạng dài cho dù hắn là thiên tài trận đạo nhưng dù sao chỉ là thông mạch cảnh vậy mà hắn cũng có thể trốn thoát được không có thiên lý chỉ có điều cũng tốt để cho mình tự tay giải quyết lăng hàn không tiếp tục quan tâm tới nghiêm tuấn nữa Trước đây hắn đã không coi nghiêm tuấn là vấn đề gì. Hiện tại hắn càng sẽ không để ở trong lòng. Hắn phát hiện, các gia tộc cực cốt cảnh cơ bản đều có người trốn ra được. Tuy không phải tất cả, điều này không có khả năng, nhưng thế nào cũng có tới mười mấy. Ngược lại, gia tộc hoán huyết cảnh người trốn ra lại ít hơn. Giống như người của Thác Bạt ra đưa Thác Bạt Thiên Hoang đi ra, thậm chí đã chết hai người hoán huyết cảnh. Chính là như vậy, Lăng Hàn mới cảm thấy kỳ quái. Nghiêm Tuấn làm thế nào có thể trốn ra được? hiệp hội trận đạo, đan đạo lại gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Lăng Hàn phát hiện, sống sót đi ra thật sự chỉ có một mình nghiêm tuấn. Đan sư chiến lược yếu, so với chiến lược cùng dai là vô cùng thê thảm. Cho nên, hiệp hội đan đạo bị tiêu diệt hoàn toàn cũng không có gì kỳ quái. Nhưng đám người trận đạo kia chắc hẳn là thực lực hiếu thắng hơn một chút, thế nào lại chỉ có một người có thể trốn ra. Không biết nghiêu lão đầu thế nào, Lăng Hàn có chút bận tâm, đối với người khác hắn không có tình cảm gì. Nhưng đối với nhiều lão đầu hắn vẫn còn có chút cảm kích